Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình UGB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần chia sẻ với cái chủ đề mang tên gọi là những bài học sâu sắc khi một ai đó làm kẻ thứ ba. Có thể nói rằng rất là nhiều người cũng công nhận với tôi một điều rằng họ bước vào mối quan hệ làm người thứ ba hoàn toàn không hề cố ý. Nhưng mà không hiểu vì sao những cái dòng tin nhắn đã siết chặt họ, làm cho họ nhung nhớ, khiến cho họ bị nghiện người đàn ông. Họ nghiện cái cảm giác nhắn tin, họ nghiện cái cảm giác được chăm sóc, và từ đó họ lấn vào cái thế giới làm người thứ ba từ lúc nào không hay biết. Và bản thân có những người thứ ba có ăn có học, có địa vị, có những nhận thức rất là tốt, thậm chí là có một gia đình đang hạnh phúc. Nhưng vì cái tâm lý của người đàn bà luôn muốn được chia sẻ, luôn muốn được nói nhiều, luôn muốn người khác quan tâm, luôn muốn được yêu thương, luôn muốn được âu yếm cái cảm xúc của bản thân. Chính vì vậy mà họ tìm một ai đó kết nối. Và một người đàn ông rảnh rỗi đang có vợ, hoặc là đang thất tình vợ, hoặc là đang làm những cái chuyện khiến cho bản thân anh ta bị hư hơn trong cái mối quan hệ vợ chồng, khi mà vợ chồng có những cái điểm bất hòa. Hoặc là một người đàn ông chán vợ, hoặc là bị vợ chán. Một người đàn ông đang thất bại, bất chợt gặp một cô gái chịu lắng nghe những cái dòng tâm tư của mình. Và có những người đàn bà cũng đã dành thời gian rất là nhiều để lắng nghe câu chuyện của người đàn ông khác. Chính vì vậy mà họ bị cuốn vào câu chuyện làm người thứ ba từ lúc nào mà chính bản thân họ cũng không hề biết được. Kẻ thù thầm lặng đã đưa đường dẫn lối để cho một người phụ nữ bước vào thế giới người thứ ba. Khi mà quay ra thì họ phải đối diện với những cái sự đau đớn, nghĩ đến cái sự tổn thương, nghĩ đến cái sự rời xa khiến cho họ tan nát con tim, thì họ lại không đủ sức để vượt qua cái rào cản đó để mà rời bỏ mối tình. Bước vào thì rất dễ, nhưng mà con đường bước ra thì lại cực kỳ khó. Bởi vậy, họ đã nhận lãnh những cái bài học rất là sâu sắc từ việc mà làm một người thứ ba. Và hôm nay Sóng Tình UGB sẽ chia sẻ cho bạn những cái bài học mà người thứ ba nhận lãnh. Đó chính là cái cảm giác sung sướng, tội lỗi làm cho mối quan hệ đó trở nên mãnh liệt hơn. Khi mà những cái giá trị gọi là trái cấm, nó luôn mang những cái thứ hấp dẫn khiến cho người ta đam mê, khiến cho người ta có thể cháy tất cả mọi thứ để lao vào cái nơi nguy hiểm nhất. Bởi vì họ không thường xuyên được gặp nhau như mong muốn, nên mọi khoảnh khắc họ có được nhau đều là những giây phút đặc biệt và trở nên có giá trị với những người yêu nhau mà không thường được gặp gỡ. Chính vì vậy mà thời gian của họ luôn ở trong một cái khoảng rất là ngắn, nhưng mà những cái sự ngắn ngủi đó nó dường như là nước cốt, nước cất cho cái loại trái cây, cái men cay, men say và vị tình của họ. Người thứ ba yêu và luôn tranh đấu với suy nghĩ của bản thân, đó chính là việc của họ. Có những lúc đặt ra câu hỏi cho chính mình rằng cái việc đấu tranh của bản thân mình có khiến cho cái mối quan hệ trở nên có giá trị hay là không. Sự xa cách dường như là một cái chất xúc tác khiến cho họ ở bên cạnh nhau, họ cảm nhận được cái sự yêu mến, họ cảm nhận được tình thương, họ cảm nhận là cái độ cần nhau nó nhiều như thế nào. Và càng xa cách, họ lại càng có cái cơ hội gần nhau và gắn kết với nhau nhiều hơn. Cái sự xa vời, rồi cái sự không có được, cái sự phiêu lưu, rồi cảm giác nhớ nhung, rồi cái cảm giác được yêu, được chăm sóc, được sống trong tình cảm, chính là niềm vui của họ xen lẫn với những mặc cảm tội lỗi, làm cho mối quan hệ đó trở nên nồng cháy hơn. Các bạn để ý nè, một cuốn phim, một câu chuyện hay bao giờ cũng có những cái tình tiết gây cấn. Không một cái cuộc tình nào nó trở nên đẹp, lãng mạn và có ý nghĩa khi mà mọi việc đều suôn sẻ, thì cái câu chuyện đó không phải là câu chuyện hay, và cái câu chuyện đó cũng chẳng có gì đặc biệt, và cái câu chuyện đó cũng chẳng có gì đáng chú ý, đúng không? Vậy thì cái mối quan hệ sai trái đầy cám dỗ này nó đem đến cho người ta những cái bài học như thế đó. Và thêm một cái bài học sâu sắc trong cái vấn đề mà người thứ ba nhận lãnh khi mà bước vào mối quan hệ này, đó chính là họ đã cố gắng nhiều lần để chia tay, nhưng mà người đàn ông có vợ kia dường như là một cái chất gây nghiện của họ. Và bản thân người thứ ba cũng tự hạnh hạ mình, nhưng mà cũng mong muốn cái chất gây nghiện đó đến với mình. Cái sự hành hạ ngọt ngào của cái chất gây nghiện đó chính là chia tay rồi quay lại, rồi lại chia tay rồi lại quay lại, khiến cho họ quấn vào nhau, họ gắn vào nhau càng nồng nhiệt hơn trước. Bản thân người thứ ba không thích điều đó thì hãy thay đổi nó,
Nếu mà người thứ ba không thể thay đổi điều đó thì hãy thay đổi thái độ sống của người thứ ba. Đó chính là cái điều mà một ai đó đã lỡ dại làm nhân tình của người đàn ông có vợ nghĩ đến khi mà muốn rời xa cái mối tình này. Những cái giây phút, những cái khoảnh khắc tuyệt vời khi họ ở bên nhau sẽ là một cái điều khiến cho họ lưu giữ trong trái tim. Nhưng mà không biết bao giờ thì người đàn ông đó sẽ lặp lại cái niềm vui đó dành cho mình. Khi nào người đàn ông đó sẽ quan tâm đến mình? Khi nào người đàn ông đó sẽ báo cho mình biết rằng mình sẽ gặp nhau khi nào? Và những cái lời nói, những cái suy nghĩ nó luôn luôn chảy dài khi nào và khi nào? Và những cái điều bất an nó cũng hiện diện trong tâm trí của một người thứ ba kèm theo sự thất vọng. Bài học bệnh tật dành cho người thứ ba đó chính là gì? Khi mà người thứ ba phải đối diện với cảm giác tội lỗi thì bản thân người đó đã bị căng thẳng. Chính vì cái sự căng thẳng đó đã tạo ra những cái độc tố, và theo thời gian những cái độc tố đó nó làm cho cơ thể người thứ ba bị bệnh. Trong suốt một thời gian dài của cái mối quan hệ độc hại này, người thứ ba liên tục phải chống chọi với sự lãnh cảm, rồi ăn uống kém, rồi cảm xúc trao đảo thường xuyên, khiến cho tâm trí và sức khỏe của người thứ ba có những thay đổi bất thường. Cảm giác vui mừng, ghen tuông, cảm giác lo sợ, cảm giác phấn khích, cảm giác buồn giận, cảm giác dày vò, cảm giác khó chịu, nó luôn tấn công người thứ ba, khiến cho dạ dày của người thứ ba trở nên khó chịu. Người thứ ba có thể là bị ốm, người thứ ba có thể là mang thai, người thứ ba có thể là bị viêm nhiễm. Rồi những cái vấn đề của người đàn ông khi mà người thứ ba một mình đối diện với đêm đen, cái sự khổ đau, cái sự cô đơn, sự giằng xé, sự mà muốn có được người đàn ông đó không thể trở thành sự thật, khiến cho người thứ ba luôn cảm thấy mình bị đau đớn và giằng vặt. Thật là tồi tệ khi mà cảm giác tội lỗi và bản thân người thứ ba cũng cảm thấy xấu hổ vì những điều mà họ đang che giấu. Cơ thể của họ không ổn khi mà bị đè nén bởi vì quá nhiều áp lực. Khi mà họ không còn biết nghĩ cho chính mình thì chính là cái lúc mà nhiều căn bệnh tấn công và hành họ, hạ chính bản thân họ. Cái bài học kế tiếp đó chính là đến một lúc nào đó người thứ ba nhận thấy rằng bản thân họ chính là kẻ thù của họ. Bởi vì chính bản thân họ đã mang đến cho họ những cái sự đau khổ, mang đến cho họ những cái sự lựa chọn không tốt đẹp. Và chỉ có một mình họ mới có quyền được đối xử tệ với họ mà thôi. Khi mà tất cả mọi sự lựa chọn của con người ta không đem đến cho người ta được hạnh phúc như mong muốn thì cái sự thất vọng trong con người họ sẽ bộc phát ra. Những tháng ngày khi mà người tình ở bên cạnh một người đàn ông có vợ thì là cái khoảng thời gian duy nhất mà có thể những người thứ ba sau này nghĩ lại cảm thấy căm ghét bản thân mình. Bên ngoài thì người thứ ba nhìn rất rạng rỡ, hạnh phúc, nhưng bên trong thì bản chất người thứ ba cảm thấy thất vọng về chính bản thân cô ta rất nhiều. Mọi người có thể đánh giá hay là phán xét người thứ ba, hoặc là một ai đó khó tính khi mà nhìn nhận về người thứ ba, nhưng mà thâm tâm bản chất người thứ ba cũng là một kẻ rất là đáng thương, tội nghiệp vì cái sự yếu đuối của chính mình. Họ muốn vượt ra, họ muốn thoát ra, họ muốn nhảy ra, họ muốn đi ra, nhưng mà họ không làm được. Đó chính là cái sự bế tắc của một người thứ ba yếu đuối. Khi mà họ muốn làm, họ nhận thức được nhưng họ lại không làm được, là bởi vì cảm xúc của họ khống chế họ, vì người đàn ông kia níu giữ họ, vì bản thân họ không thể vượt qua được những cái nỗi đau. Và cái bài học kế tiếp họ nhận được là gì? Họ nhận ra là cuộc tình không bao giờ tuyệt vời như họ đã tưởng. Khi mà họ còn yêu nhau, họ sẽ nhìn nhận ở một cái góc độ khác về người tình của mình. Khi mà ở bên cạnh nhân tình, họ dần dần nhận ra những cái điều mà họ cảm thấy rằng vì sao mà người đàn ông này đã ngoại tình và đến với họ. Cái việc mà một số người thứ ba lựa chọn để trở thành kẻ thứ ba thật sự là không hề dễ dàng với họ. Nhưng mà họ đã là một người tình thì bản thân họ cũng luôn biết rằng mình sẽ không bao giờ được chọn đâu. Nhưng mà đối với người thứ ba thì cái điều này nó lại càng làm cho người thứ ba có cảm giác bị tổn thương, tội lỗi và bị giằng vặt. Có nhiều người vợ thấy người thứ ba trơ trẽn và cứng đanh thì có một số người vợ không tin rằng người thứ ba lại có một cái tâm hồn thánh thiện hoặc là cái sự yếu đuối, bởi vì cô ta cứ trơ ra như đá, tươi như hoa và chẳng có vẻ gì là đau khổ hết. Nhưng mà thâm tâm thế giới của người thứ ba nó là như vậy.
giá trị của người thứ ba bị chính người thứ ba đánh mất. Những cái sự thuần khiết trong con người của họ đã mất dần theo năm tháng khi mà họ bước vào một cuộc tình mang cái tính tiêu cực và luôn kéo họ theo một cái chiều hướng đau khổ và bận rộn và lo lắng, khiến cho họ không thể sáng suốt được. Từ cái thời điểm mà họ yêu nhau đến cái lúc mà họ chia tay thì họ trải qua biết bao nhiêu cung bậc về cảm xúc. Lúc thì vui, chất ngất, lúc thì đau khổ đến tột cùng. Người tổn thương chính là họ. Có rất là nhiều lời bào chữa họ đã từng đưa ra để mà biện minh cho chính mình. Họ sẽ cảm thấy, họ biết đó là những lời ngụy biện của chính họ. Nó đã chống lại những giá trị của người thứ ba. Nó làm mất đi hình ảnh của người thứ ba. Nó làm cho người thứ ba mất đi phước đức của chính họ. Điều mà người thứ ba cần học là cái gì? Điều người thứ ba cần học đó chính là hãy rời bỏ cái vị trí của người thứ ba trong cái sự bình thản bằng cái cách buông bỏ và chấp nhận cái mối quan hệ này. Một mối quan hệ mà không có một cái kết, gọi là một cái hậu an toàn, bình an cho một người thứ ba. Chính vì vậy, những cái khoảnh khắc thú vị, tội lỗi, niềm vui tuyệt vời, sự đam mê và những giọt nước mắt, nó đã làm cho người thứ ba có được những cái bài học đáng giá. Và người thứ ba cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định để buông bỏ về mối quan hệ này. Từ bỏ một mối quan hệ thật sự không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng mà cái sự tự buông bỏ nó sẽ là cái điều tốt đẹp khi mà người thứ ba nghĩ đến cái việc rời xa người đàn ông đó. Và có những điều mà người thứ ba cần phải làm cho mình, đó chính là hãy cho mình lựa chọn những cái điều bình an và hạnh phúc nhất. Có những người không tìm thấy cái sự tha thứ cho chính bản thân họ vì họ đã không hoàn hảo, vì họ đã lỡ sai lầm trong quá khứ. Chính cái điều đó đã dằn vặt một người thứ ba tốt bụng. Và người thứ ba cũng nghĩ nên suy xét một cái góc độ tích cực hơn khi mà bạn rời xa một người đàn ông có vợ. Đó chính là trong thế gian này ai cũng là cái người có lỗi, không ai trên đời này hoàn hảo hết đâu. Hãy học được những bài học từ cái sự thất bại này và đừng bao giờ chọn cho mình một cái bước đi, một cuộc đời giống như mình đã làm, đã sai trong quá khứ bạn nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần chia sẻ của Sống Tình UGB trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần chia sẻ sau. Xin chào các bạn, hôm nay Sống Tình UGB sẽ cùng đến với các bạn trong một chủ đề người thứ ba nên biết những cái vấn đề này trước khi tự đắc mình là kẻ chiến thắng trong tình ái khi mà bạn có trong tay người đàn ông có vợ. Người đàn ông đó đang bỏ nhà đi theo bạn, hoặc là người đàn ông đó đang muốn bỏ vợ để đến với bạn. Với nhân tình thì người đàn ông có một chữ tình dành cho người thứ ba. Đây là điều mà có muốn hay không muốn thì những người vợ cũng phải thừa nhận, đó là một sự thật. Chữ tình ở đây được hiểu như thế nào? Thứ nhất, nói về chữ tình là tình dục này. Tình thương cũng có, tình yêu cũng có. Phải có chữ tình thì người đàn ông mới tìm đến người thứ ba. Vì người thứ ba đứng ở một góc độ nào đó cũng là một người phụ nữ. Thì người thứ ba là nữ giới, thì người đàn ông cần nữ giới thì cũng bởi vì tình ái của họ bị thiếu thốn. Người ta chỉ đi tìm cái gì người ta thiếu. Chính cái điều mà những người vợ không chú ý đến thì lại làm cho người đàn ông khao khát và muốn đi tìm cái đó ở người khác mà người vợ đã có lúc quên lãng đi hoặc là lơ đãng không để ý đến. Còn đối với vợ, người đàn ông có cái chữ nghĩa. Nghĩa là mang cả chữ tình trong chữ nghĩa đó. Bởi vì họ còn có con cái, họ còn có gia đình, họ còn có sự thừa nhận của xã hội dành cho họ nữa. Bởi vậy, người vợ cao hơn người tình ở cái chỗ là vừa có tình mà vừa có nghĩa. Còn nhân tình là người thứ ba thì là người đến sau và có thể là sẽ là người thay vợ anh ta để mà sống cùng với anh ta ở những cái chuỗi ngày sau khi mà người vợ quyết định chia tay hoặc là người đàn ông đó đơn phương ly hôn với vợ để chấm dứt đến với một người thứ ba sau vợ. Có những điều mà người thứ ba khi tiếp nhận một người đàn ông về phía mình cần phải hiểu trước khi tự đắc, đó là gì? Người đàn ông đã ngoại tình thì không được xem là người đàn ông tốt, không được xem là người đàn ông tử tế, hay nói rõ hơn, kẻ ngoại tình thì đâu phải là một người tử tế gì.
Với một người đàn ông tốt, với một người đàn ông có trách nhiệm thì ngoài cái việc mà họ giữ cho bản thân họ không bị vướng vào những vấn đề tai tiếng thị phi về nhân phẩm, về đạo đức, thì họ phải giữ được cái hình ảnh của bản thân. Cho dù là ly hôn với vợ hay chia tay với vợ thì họ cũng muốn rõ ràng tất cả mọi thứ, chứ họ không muốn hủy hoại những cái điều tốt đẹp của bản thân mình chỉ vì ái dục tầm thường, hoặc là lỡ yêu một ai đó làm cho họ có thai rồi về nhà nói với vợ và muốn chia tay với vợ. Như vậy người đàn ông đó thật sự họ cũng không có bản lĩnh và họ cũng không có trách nhiệm với chính tình cảm của họ và trong gia đình của họ nữa. Có cái điều mà người thứ ba không nên tự đắc, đó chính là người đàn ông một khi đã phản bội vợ để đến với bạn thì rất có thể bạn sẽ là cái người tiếp theo để anh ta phản bội và đến với kẻ khác. Rất là nhiều người đã đến tư vấn và nói rằng bản thân họ đã lấy một người đàn ông là người tình trước đó, tức là bản thân người thân chủ này đã là kẻ thứ ba. Sau này người đàn bà này lấy được người đàn ông mà mình yêu mang trở về nhà với hình hài là chồng, với cương vị là cha, và người đàn ông đó lại tiếp tục gây cho người thứ ba những cái sự tổn thương mà trước đây người vợ đã đem đến cho cô ta. Sự may mắn của người thứ ba lại chính là nhân quả. Cô ấy lại được xem chính vai diễn của mình trong cuộc đời của mình khi mà cô ấy khoác lên vai cái màu áo cưới hoặc là vào cái vị trí làm vợ. Thì người thứ ba lại rơi đúng vào vị trí người vợ năm xưa và lại có một người thứ ba khác xuất hiện trong cuộc đời cô ta. Và lúc đó người thứ ba này mới hiểu được nỗi đau của người vợ, và người thứ ba lại hiểu rằng mình chính là kẻ thay thế vợ, nhìn thấy người đàn ông gọi là chồng kia đang phản bội mình. Đây chính là cái điều quan trọng nhất mà những người thứ ba sau khi kết hôn với người đàn ông sẽ thấu cảm được, khi mà người đàn ông đó là kẻ lăng nhăng và không tìm được điểm dừng cuối cùng trong cuộc đời làm đàn ông của mình. Cái điều thứ hai mà người thứ ba cần phải chú ý, không nên tự đắc, đó chính là cái mối quan hệ các bạn không đi đến hôn nhân, không đi đến một cái sự cam kết là sẽ phá vỡ gia đình để đến với bạn, thì đó chỉ là một cái cuộc vui, cuộc chơi. Bạn phải phân biệt được cuộc chơi và cuộc đời là như thế nào. Nhân tình thì có rất là nhiều, có rất là nhiều bên ngoài ngôi nhà hạnh phúc của gia đình người đó, nhưng mà người vợ thì chỉ có một thôi. Chính vì vậy mà các bạn, người thứ ba cũng đừng có nên quá tin, quá hy vọng, quá kỳ vọng vào người đàn ông thông qua những lời hứa, lời thề, hoặc là những cái lời nói trong cái lúc ngã mạn, rồi trong cái lúc mà vui quá chớn, hoặc là hứa cho xong việc. Thì đối với nhân tình rất là kỳ vọng vào những cái điều đó. Khi mà người đàn ông không đáp ứng cho bạn thì sẽ làm cho bạn đau khổ. Với vợ thì người đàn ông bao gồm có trách nhiệm, có tình, có nghĩa, tất cả mọi thứ đều hướng về gia đình của họ. Nếu khi mà cái sự lương tri của họ được đánh thức, hoặc là vì một tác động nào đó, khi mà người đàn ông đó thức tỉnh thì có thể người đàn ông đó sẽ không chọn bạn. Chính vì là một cuộc chơi nên là hết cuộc chơi, tàn bữa tiệc thì người đàn ông lại đi về với vợ. Thì lúc này có rất là nhiều người thứ ba bàng hoàng, sửng sốt khi bất chợt họ nhận ra rằng cuộc đời và cuộc chơi là chỉ giống nhau một nửa, nhưng một nửa còn lại thì có một cái sự khác biệt rất lớn. Chính vì vậy mà người thứ ba dù cho là được yêu đến mấy đi nữa mà không được người đàn ông chọn làm vợ, thì đối với đàn ông hay là với bạn đi nữa, có một sự thật mà chúng ta không thể phủ nhận được, đó chỉ là một sự tạm bợ. Đó chỉ là một kẻ thứ ba với tên gọi của một người phụ nữ yêu lầm lạc trong tình ái, và sự tổn thương sẽ dành cho người thứ ba đấy. Có một vấn đề mà người thứ ba bị đối diện khi mà lỡ là một người thứ ba, hoặc là cố ý để trở thành một người thứ ba. Có thể người thứ ba sẽ bất chấp để mà bảo vệ tình yêu của mình, để mà cố giành một người đàn ông khác từ tay một người đàn bà là vợ. Trong lương tâm của họ, tôi tin rằng vẫn có rất là nhiều người thứ ba cảm thấy dằn vặt, cảm thấy không được vui, cảm thấy đau lòng, hoặc là cảm thấy xót thương cho người vợ của anh ta. Nhưng mà
những cái chuyện như vậy thì lại không vượt qua được cái sự hiếu thắng, cái mong muốn có được, hoặc là cái tâm lý chiếm hữu của người phụ nữ mà không có được sống trong một nền giáo dục về tôn giáo, thì cái ngã mạn của kẻ thứ ba đó muốn độc chiếm, cướp lấy rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên, bản tính của con người vẫn vốn là điều tốt đẹp. Nhân chi sơ vốn bản thiện, con người vẫn có cái sự thiện lương, vẫn có lương tâm, vẫn có những góc nhìn nhân ái khi mình nghĩ rằng sự xuất hiện của mình là nỗi đau, là một cái sự phá vỡ tình yêu của một ai đó, thì tôi tin chắc rằng có những người thứ ba cũng có những lúc chạnh lòng khi nghĩ về những cái điều mà người khác không bao giờ tôn trọng một người thứ ba, là bởi vì người thứ ba luôn là kẻ xuất hiện gây ra cái tính phá vỡ. Bây giờ không có nói người thứ ba là người đến trước hay người đến sau, ai được yêu hay là không được yêu mới là người quan trọng trong cái việc quyết định của người đàn ông. Nhưng mà sự lựa chọn của người đàn ông lại quan trọng hơn. Vấn đề chính yếu, cho dù bạn là một người thứ ba đó, được chọn hay không được chọn, thì cái sự tôn trọng không được dành cho một người thứ ba. Bao giờ người ta cũng sẽ bênh vực một người vợ hơn là một người thứ ba. Đó là lẽ hết sức bình thường và dễ hiểu. Còn một vấn đề này nữa, đó là về chính bản thân người thứ ba đó. Người thứ ba sẽ đối diện với sự giằng xéo, với cái sự giằng vặt, với những cái sự chất vấn trong tâm lý của chính bản thân họ, dành cho người tình, dành cho chính bản thân họ, và dành cho một cái góc độ nhìn của họ về phía người vợ nữa. Chính vì những cái suy nghĩ như vậy mà họ cảm thấy buồn, họ cảm thấy muốn bỏ cái cuộc tình đó, họ muốn rời xa người họ yêu. Họ biết là họ yêu sai. Khi mà yêu sai người thì không bao giờ nói là đúng cả. Khi mà đã yêu sai người thì cái cách yêu nó đã là sai rồi. Tình yêu có giá trị khiến cho người ta tốt đẹp và biết làm những cái điều cao thượng hơn là cái chuyện tranh giành. Cái câu chuyện ngoại tình á, nó mang tính lệch lạc, bóp méo hoàn toàn đi những cái ý nghĩa thiêng liêng cao đẹp nhất trong một cái tình yêu trọn vẹn. Chính vì vậy mà khi ý thức được cái vấn đề là người thứ ba, đó chính là cái nghiệp chướng, là người thứ ba chỉ mang lại cho bản thân người đó những cái nỗi đau, thì nếu ai mà hiểu được điều này, nếu ai mà nhận thức được điều này, có lẽ người đó đã không chọn hoặc là không cố ý đi trên cái con đường người thứ ba mãi mãi đâu. Họ sẽ biết cách dừng lại để giảm thiểu nỗi đau cho họ. Họ sẽ dành thời gian đầu tư nhiều hơn cho bản thân để yêu một người sẵn sàng dành cho họ. Họ sẽ biết tạo cái cơ hội để cho họ tìm đến với một cái con đường quang đãng hơn dành cho họ. Họ có thể là sẽ có nhiều định hướng tốt đẹp hơn trong tương lai khi mà họ nhìn nhận vấn đề dưới những cái góc độ thoáng, quang đãng hơn cho cái cuộc tình bế tắc khi mà yêu phải người đàn ông có vợ. Chính vì vậy mà rất là nhiều người thứ ba trong cái cơn say, trong cái sự hiếu thắng của mình, khi mà chưa hiểu rõ về người đàn ông thì muốn cướp, muốn chiếm về để làm chồng. Nhưng khi sống bên cạnh người đàn ông, bản thân người thứ ba cũng nhìn nhận những cái vấn đề thuộc về tính cách, thuộc về những cái sự khó chấp nhận của mình dành cho cái đối tượng là người đàn ông đó. Thì xin người thứ ba hãy lưu ý đến những điểm này. Bởi vì nếu mà bạn trở thành vợ của người đàn ông đó, ngoài cái chuyện bạn phải có thể là phải đấu tranh với một người thứ ba khác, thì bạn cũng phải đối diện với những tính xấu của người đàn ông đó nữa. Đây là những thực tế khi mà bạn đến với một người đàn ông. Khi mà bạn có được hạnh phúc mà người đàn bà khác phải bất hạnh, người phụ nữ khác phải đau đớn, những đứa trẻ phải mất cha, đây là cái điều mà không được xem là hạnh phúc chân chính bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe phần chia sẻ của Sóng Tình UGB trong ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng video của tôi có thể đồng hành, có thể tiếp sức cho một số người thứ ba đang trong quá trình rời bỏ người đàn ông có vợ. Mạnh mẽ lên, hỡi những cô gái đã lỡ làm người thứ ba. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay Sóng Tình UGB sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề chia sẻ mang tên gọi là hai kết cục
của người thứ ba khi yêu người đàn ông có vợ. Như chúng ta vẫn biết, người thứ ba luôn là cái điều gì đó nhức nhối cho người vợ, nhưng mà không hề nhức nhối cho người chồng đâu. Khi mà người thứ ba yêu một người đàn ông có vợ, thì bản thân họ sẽ có cái xu hướng khi mà biết rõ người đàn ông đó đã có vợ, khi mà biết rằng mình lỡ yêu hoặc là mình là người đến sau người vợ, thì họ tự biện minh cho mình là họ yêu sai thời điểm, yêu sai người. Cái việc mà yêu sai người đã thể hiện cho người thứ ba thấy một cái điểm rất trọng tâm mà người thứ ba cố tình phủ nhận, đó chính là yêu sai cách mới yêu sai người. Cái cách yêu của bạn đúng thì bạn không thể yêu sai người được. Chính vì vậy mà người thứ ba lờ qua cái yếu tố này, nhắm mắt để lao tới người đàn ông đó với một cái hy vọng rất là mỏng manh là được ở bên cạnh người đàn ông đó để mà được yêu hoặc là được chọn lựa. Người thứ ba thì chỉ có hai mong muốn thôi. Một là được chọn lựa làm vợ, thay thế vợ. Một nữa là mong muốn được ở bên cạnh người đàn ông này mãi mãi, không cần làm vợ. Chỉ có hai mong muốn đó thôi. Nhưng mà cũng có hai cái kết cục dành cho người phụ nữ yêu cuồng, sống vội, giống như thiêu thân lao vào ánh sáng rồi chết dãy đành đạch trong cái ánh nóng nắng của nó. Cái kết cục đầu tiên cho người thứ ba đó chính là bị bỏ lại. Tại sao họ lại bị bỏ lại? Bởi vì cái số phận của người thứ ba nó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định, vào cái sự lựa chọn, vào cái sự ấn định của người đàn ông dành cho họ. Khi mà người phụ nữ là người thứ ba bị bỏ lại, tức là bị bỏ rơi, bị chia tay, bị làm ngơ, bị thất sủng, bị đối xử một cách thô thiển, hoặc là anh ta có cái ý muốn rũ bỏ, anh ta đã muốn buông bỏ, người thứ ba không được chọn. Khi mà người đàn ông đã cố ý muốn rũ bỏ người thứ ba, thì người thứ ba không có cách nào mà bám víu được người đàn ông có vợ. Cho dù người đàn bà đó cố gắng liên hệ với vợ để trả thù, hoặc là cố tình tung ra những cái hình ảnh mập mờ không lộ mặt mình để mà hủy hoại thanh danh của người đàn ông. Có những người thứ ba người ta rất là dữ, người ta đòi cái quyền lợi cho họ, người ta đòi tiền, người ta đòi người đàn ông đó phải làm những cái điều mà đã cam kết với họ. Khi mà họ quá yêu, quá tức và muốn trả thù, muốn trả đũa, họ có cảm giác bị tức, bị hận, nên là họ muốn đấu, họ muốn chiến để vớt vát lại cái tôi sau cùng khi mà bước vào một cuộc chơi họ nắm phần lưỡi. Đó, người thứ ba trong cái tình huống này bị kích ứng cao độ là như vậy. Ai cũng sẽ có cái cảm giác uất ức khi mà mình đang đối xử tốt với kẻ đó mà họ lại bỗng nhiên không yêu mình, rồi họ ra đi. Tâm lý người muốn giữ, muốn nắm, muốn kéo, muốn cột, muốn kiểm soát người kia sẽ nổi dậy ở cái người bị bỏ rơi. Chính vì người thứ ba bị phản bội mà lúc này đây, ngay tại trong cái trạng thái người thứ ba bị rơi vào cái tâm lý thảm hại, thì họ có cái cảm giác là bị hất một gáo nước vào mặt. Họ có cảm giác như là té từ trên cao xuống đất, ngã ngửa ra, vì phải ồ lên rằng cái người đàn ông mà đã bỏ vợ đến với họ, họ cứ tưởng là yêu họ một đời, yêu họ bởi vì một tình yêu thật. Nhưng mà cuối cùng họ lại phát hiện ra rằng anh ta có một người thứ ba khác, tức là một người thứ tư. Đó, bây giờ hai người thứ ba và người thứ tư đấu với nhau. Khi mà một người đàn ông có 2, 3, 4 cô nhân tình ở bên ngoài, ngoài vợ, thì có những người thứ ba đã tự bỏ cuộc. Bởi vì sao? Không cần người đàn ông đó bỏ rơi, mà thậm chí người đàn ông đó luôn luôn rải đều cái lịch của mình cho các cô. Thì một trong những cái cô đó phát hiện ra thì các cô đó tự mình ngừng cuộc chơi. Cảm thấy mình không đủ sức, cảm thấy mình bị lợi dụng, cảm thấy mình chỉ là con cờ trong tay của kẻ khác, để cho người ta thích thì cầm lên, không thích thì người ta đặt xuống. Số phận của người thứ ba bị đặt để vì cách nhìn nhận của người đàn ông. Vui thì tìm đến, nhưng mà buồn thì lại bỏ đi. Nhưng mà có những người thứ ba si mê, u mê, mờ mịt, mê mờ đến mức mà
không thể bỏ được người đàn ông đó. Vì nghiện cái cảm giác tình dục ở người đàn ông đó, vì nghiện cái cảm giác yêu thương người đàn ông đó, vì sợ bỏ người đàn ông đó không tìm được ai hơn họ để mà yêu, vì sợ cái cảm giác đau khổ nhớ nhung người đàn ông đó mà không thể buông tay được. Cứ thế là bám mãi với người đàn ông đó. Cho đến một ngày người đàn ông đó bỏ rơi thì người phụ nữ đó muốn giữ người đàn ông cũng không được. Người phụ nữ này đang ở cái thế là rơi tự do từ trên trời rơi xuống. Hoang mang, hoảng sợ, đau khổ, cùng quẫn và uất hận. Đó chính là kết cục đáng thương, rất là đáng buồn cho một người thứ ba như vậy. Khi mà bạn là một người thứ ba, yêu người đàn ông một cách thật sự mà lại gặp một người đàn ông, trong cái lúc mà bạn nóng giận, bạn có thể gọi hắn, gọi nó là thằng khốn nạn hoặc là tên khốn nạn. Thì đó chính là cái kết cục của rất là nhiều người thứ ba khi mà yêu sai người, yêu vội, yêu không suy xét. Cái đó gọi là yêu sai người, yêu sai các bạn nha. Cái kết cục thứ hai của người thứ ba đó là gì? Là được chọn lựa, được chọn thay thế một người vợ để mà làm vợ mới của anh ta. Chắc cô ta sẽ hạnh phúc lắm đây. Cái thời gian đầu có thể là như vậy. Bởi vì người thứ ba cũng vì như thế mà cầu được ước thấy. Có những người thứ ba có hoàn cảnh sống rất là khó khăn. Có nghĩa là khi mà quen với một ông chủ nào đó, chấp nhận có con với người đàn ông đó, rồi ở nhà nuôi con, rồi hàng tháng nhận 10 triệu khỏi phải đi làm. Chứ ở dưới quê đi làm 4-5 triệu thì cực nhọc, mà phải nuôi cả gia đình mệt mỏi. Bây giờ có một đứa con, mỗi tháng nhận được từ 15-20 triệu hoặc là từ 10 triệu đủ tiêu dùng thì cũng cảm thấy hài lòng. Bởi vì suy nghĩ là có chồng thì không biết chồng cũng có chung thủy với mình hay không. Rồi có cái ông này, ông chịu chung cấp tiền cho mình, bám vào ông này sống cũng sướng. Rồi ông này ông mua cho căn nhà, thế là cứ như vậy mà sống thì cũng được. Nghĩ như vậy mà đánh đổi, nghĩ như vậy mà không cần lấy chồng. Bởi vì nghĩ, ôi lấy chồng bây giờ thế gian quá trời người ngoại tình. Ngay cả bản thân ông này ông cũng ngoại tình, vợ ông đến với mình thì mình còn biết tin ai. Chính vì suy nghĩ như vậy mà có một số người chấp nhận làm vợ bé, vợ hờ, làm vợ mọn, vợ nhỏ ở bên ngoài, để mà được người đàn ông chu cấp tiền, song hành cùng với cái việc mà mình tự sống nó khó khăn quá, thì xem người đàn ông đó là một cái nơi bám víu để duy trì cuộc sống cho chính mình và nuôi dưỡng cả đứa con. Khi mà người đàn ông bỏ vợ để đến với một nhân tình nào đó, có con hoặc là chưa có con, thì chắc rằng người phụ nữ là người thứ ba này rất là vui. Nếu mà người đàn ông này có nhiều tiền bạc thì người phụ nữ này vui lắm. Tại vì chủ ý là họ cũng không chắc vì tình yêu mà đến với người đàn ông đó, nhưng mà chắc chắn là vì yếu tố tiền bạc mới xây dựng được cái mối liên hệ giữa họ và người đàn ông này là có cơ sở. Chính vì vậy, bản chất của một cái cuộc tình mà có cái mục đích như vậy ấy, thì người đàn ông mang đến cho họ cuộc sống thoải mái, tự do. Yêu hay không yêu, người đàn bà thứ ba này cũng không có đau khổ đâu. Đó, họ sống theo một cái cách rõ ràng hơn, họ thực tế hơn, họ không có bi lụy trong tình ái đến mức mà khổ sầu điên đảo. Nhưng mà đối với người đàn bà thứ ba mà yêu thật lòng, yêu không tính toán, thì cái đối tượng đó rất là khổ sở khi mà người đàn ông chọn họ là vợ mà lại tiếp tục ngoại tình. Có hai cái dạng người thứ ba khi đến với người đàn ông. Một là vì tiền, trong tiền có tình, mà trong tình cũng có tiền, thì đối tượng đó sẽ bớt đau khổ hơn khi mà người đàn ông có thêm một cái nhân tình khác khi mà họ làm vợ. Còn đối với cái dạng người phụ nữ mà yêu thật lòng, yêu không tính toán, yêu cho đến chết, lao đầu vào người đàn ông như điên như dại, thì người phụ nữ đó sẽ hoảng loạn khi mà trở thành vợ và biết rằng người đàn ông đó lại tiếp tục quen cái cô A, cô B, cô C, cô D, và cái người phụ nữ đó là người thứ ba lại thay vợ đi đánh ghen với các cô B, cô C, cô D. Thì cái việc mà may mắn của một người thứ ba lại chính là nhân quả của bản thân họ. Họ sẽ được nhìn thấy những người thứ ba khác khi mà họ là vợ. Khi mà sóng tình yêu GB tư vấn cho một số thân chủ rơi vào cái tình huống là người thứ ba mà được chọn làm vợ, họ đều rất đau khổ vì nhìn thấy chồng của mình đi tán tỉnh yêu thương một số người phụ nữ khác. Họ cũng tự nhận thấy rằng, họ cũng tự thú nhận luôn á, là họ thừa nhận là nhân quả đến với họ. Ngày xưa họ
lấy chồng của người ta, họ yêu chồng của người ta, bây giờ họ làm vợ, chồng của họ cũng đi yêu người ta. Vậy thì có khác gì đâu. Đây là hai cái kết cục của người thứ ba. Còn hạnh phúc hay không, khổ đau hay không là do người thứ ba cảm nhận được những cái vị đắng hay là những vị ngọt khi lao vào cuộc tình với người đàn ông có vợ. Nếu mà được lựa chọn thì tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ không chọn làm người thứ ba đâu. Vậy thì khi mà bạn nhìn thấy những kết cục của người thứ ba như thế này, có làm cho bạn cảm thấy phải suy nghĩ lại hay không? Khi mà bạn nhìn thấy kết cục của người thứ ba có hai cái kết cục như thế này, không được thì cũng đau khổ, được cũng đau khổ, lại càng đau khổ hơn. Vậy đứng giữa được mất mà cái nào bạn cũng đau khổ. Vậy nếu bạn là người thông minh sáng suốt, bạn có nên nghĩ rằng mình là người thứ ba hay không? Nếu bạn đang là một người thứ ba thì bạn có tự hào rằng tôi là người thứ ba thông minh không? Cái điều này là tùy theo cái sự chấp ngã của mỗi người. Nếu người nào có duyên, người nào đủ cái sự sáng suốt, đủ cái tư duy tốt, nhìn nhận vấn đề nó tốt, thì bạn cũng sẽ thấy rằng mình nên làm như thế nào khi đã lỡ hoặc là đang làm một người thứ ba. Khi mà mình đang sớm mém sắp trở thành một người thứ ba thì hãy ngừng ngay lại cái hành động đó. Bởi vì hãy nhìn đến cái kết cục của một người thứ ba, hãy đọc những cái bình luận của những người thứ ba đã từng làm người thứ ba trên kênh của Sóng Tình UGB, để bạn thấy rằng họ đã rút ra được những cái bài học gì sau rất là nhiều năm tháng đã là một người thứ ba bạn nhé. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần chia sẻ của Sóng Tình UGB trong ngày hôm nay. Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình UGB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho nữ thân chủ là người thứ ba. Hiện nay tâm lý của cô ấy rất là hỗn loạn. Chính vì vậy mà mình làm video này cho cô ấy, để cho cô nhận định cái tình huống của bản thân một cách rõ ràng, đồng thời định hướng giúp cho cô trong cái lúc mà cô bị bấn loạn sau những thăng trầm như vậy, thì cô cũng có được một cái giây phút lắng đọng để nhìn lại toàn bộ cái sự việc đã xảy ra với chính cuộc đời của mình do cái cách hành xử và sự nóng vội cũng như là sự nông nổi của chính bản thân dù tuổi không còn nhỏ nữa. Cô ấy đem đến cho chúng ta một câu chuyện như sau. Chào chị, em ở miền Bắc, năm nay đã gần 40 tuổi rồi, em có 3 con, mới ly hôn vì chồng nhu nhược không có bảo vệ được vợ trước gia đình nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng. Sau ly hôn thì em để 3 con cho chồng nuôi, em ra đi tay không. Và em đi làm thì yêu một anh ở trong công ty, anh ta đang có vợ. Khi mà biết được sự việc thì vợ anh ta đến tận công ty tố cáo em với bên nhân sự, làm cho em nhục nhã và cuối cùng là em bị đuổi việc. Vợ anh ta tìm đến nhà cha mẹ ruột em để mà báo cho cha mẹ ruột em biết rằng em đã là người thứ ba. Đồng thời vợ anh ta còn ghê gớm hơn là đến tận nhà chồng cũ của em để báo cho mọi người trong gia đình chồng em. Và điều mà em cảm thấy rất đau lòng đó là con em cũng biết chuyện này. Đứa con gái đầu của em năm nay nó 15 tuổi rồi, nó biết chuyện này và có vẻ nó rất là buồn. Đó là cái điều mà em cảm thấy rất là đau lòng khi mà vợ anh ta hành xử như thế. Trong cái tình huống khi mà em đến thăm con á, thì do em thường ngủ lại nhà chồng vì ba đứa con em ở đó, em lại không có nhà riêng. Đón con về nhà trọ thì gia đình chồng em lo lắng là phương tiện cuộc sống không được sạch sẽ, nên ba đứa con em ở một nơi thì mỗi lúc thăm con thì em ngủ lại nhà chồng cũ. Chồng thì muốn hàn gắn nhưng em không muốn, bởi vì em quá mệt mỏi với những năm tháng sống bên cạnh chồng và sống trong cái sự chì chiết, dòm ngó, khinh khi của mẹ chồng, khiến cho em cảm thấy không còn cái động lực muốn quay lại và muốn hàn gắn cái cuộc hôn nhân đó. Trong lúc mà em đang quen một người thứ ba thì em có quen với một anh ở trên mạng. Anh là người độc thân, tức là đã ly hôn nhưng mà anh cũng nuôi một đứa con ở cùng với anh. Anh cho em thấy tất cả mọi cái hoàn cảnh sinh hoạt của anh. Anh là một người rất là đàng hoàng, tử tế, và có vẻ như anh là người rất là thiệt thà. Anh ở miền Nam. Từ khi mà anh quen với em thì anh
Nói chung là anh cho em thấy tất cả mọi thứ. Em tin tưởng rằng đây là một người đàn ông tốt. Nhưng mà từ khi anh biết em ngủ lại ở nhà chồng để mà về thăm con á, thì anh làm lơ em và có vẻ như anh không còn tin tưởng em nữa. Nhưng mà bây giờ trong cái tình huống như thế này em phải làm sao đây? Chị hãy cho em một lời khuyên. Rất là cảm ơn em khi em đã chọn tôi là người tư vấn trong cái tình huống của em. Có thể nói rằng em là một cô gái rất là đáng thương, một người phụ nữ rất là đáng thương em nhé. Em đang ở trong một cái tình trạng là tổn thương sau ly hôn. Em bị cái cảm giác cô đơn này, đau đớn này, và có pha một chút gì đó thù hận về cái chuyện mình sống tốt mà gia đình sống hà khắc với mình quá. Gia đình chồng hà khắc với em làm cho em cảm thấy rất là buồn, rất là khổ. Không có một người đàn bà nào muốn ly hôn nếu cuộc hôn nhân đó không quá đến nỗi khiến cho người ta buộc lòng phải muốn buông tay. Không một người mẹ nào muốn xa con, không một người vợ nào muốn xa chồng. Chẳng ai muốn nghĩ đến cái chuyện tan vỡ một gia đình. Nhưng vì có những cái hoàn cảnh khiến cho con người ta đau đớn quá mà phải buông tay. Người phụ nữ cho dù là chủ động ly hôn hay là bị động trong việc bỏ chồng thì cũng là người phụ nữ chịu những cái sự đau đớn. Bây giờ trong cái hoàn cảnh như vậy thì em cũng phải nghĩ rằng mình rơi vào một cái trạng thái là không có người đàn ông ở bên cạnh, thì dù sao đi nữa em cũng không còn là một người phụ nữ nhỏ tuổi nữa. Gần 40 tuổi rồi, em không phải là cô gái 18 hay là 20. Chính vì vậy mà em không nên yêu cuồng mà sống vội. Cái thái độ sống của em thì có thể thấy rằng sau ly hôn em đã vừa yêu cái anh có vợ mà vừa có một cái mối quan hệ gọi là bánh xe sơ cua với người đàn ông độc thân đã ly hôn. Đây là một cái điều chứng tỏ thấy rằng sau cái giờ làm việc của em do quá cô đơn, em do quá yếu đuối vì sống một mình, không bận rộn với công việc chăm sóc con, khiến cho em rảnh rỗi sinh nông nổi ở chỗ này đây. Có thể nói rằng qua những sự việc này, câu hỏi đầu tiên chị muốn dành cho em là em có học được bài học gì qua từng câu chuyện về mỗi người đàn ông hay không? Đầu tiên, sau khi mà ly hôn với chồng, em có rút ra được một bài học gì cho chính mình hay không? Em có bao giờ ngồi nhìn nhận lại tại sao mình lại trở thành một người phụ nữ như ngày hôm nay hay không? Khi mà ra đi với hai bàn tay trắng và đang ở một cái căn nhà trọ thuê như vậy. Mình đang là một người vợ ở trong một ngôi nhà lớn. Bây giờ mình đi ra ngoài với hai bàn tay không, làm lại sự nghiệp từ đầu. Vậy thì cái việc mà em làm lại tất cả mọi thứ, nó bắt nguồn từ đàn ông hay sao mà em phải vội vàng nhào vào cái người đàn ông có vợ như vậy? Khi mà em đã đổ vỡ hôn nhân mà em lại vồ vập vấp vào người đàn ông có vợ, chứng tỏ em là người không được sáng suốt. Và cái chuyện này nó phát tác ra rất là nhiều vấn đề, khiến cho em phải ê chề nhục nhã. Cái điều mà em cảm thấy đáng tiếc và tổn thương nhất đó chính là con của em nó nhận định và nó nghe chuyện này từ người vợ của nhân tình. Người phụ nữ đó hành xử như vậy là quá là kém cỏi. Bản thân chồng của cô ấy không đi tán tỉnh người phụ nữ khác thì do là người đàn bà đó thấy chồng mình quá mê đắm em. Từ trước đến giờ chồng cô ta không ngoại tình mà bây giờ gặp phải em như điên như dại, leo lao về phía em, bám lấy em, cột chặt em, rình rập em để có được em. Vậy thì cái điều mà anh ta đang si cuồng em như vậy làm cho người vợ kia ghen. Nhưng mà người đàn ông đó lại không đủ cái nghị lực và sức mạnh để bỏ bà vợ đó. Vậy thì em nghĩ rằng em có cái sự hy vọng gì không? Em chẳng thể hy vọng gì được hết. Ở đây con em nó đã biết chuyện. Bây giờ em dường như là thấy mình mất đi cái tư cách làm một người mẹ mẫu mực sau ly hôn, khi không sống cùng với con của mình, đã mang tai tiếng đến gia đình chồng cũ, lại còn bị con của mình biết. Con em nó đang bước vào cái giai đoạn dậy thì, nhạy cảm. Khi mà em và chồng em chia tay thì các con em nó đều muốn ở với ba nó không ở với em. Vậy chứng tỏ là con em nó không có quý mến em.
Vậy thì có bao giờ em đặt câu hỏi là trong suốt quá trình mình làm mẹ, mình đã sống như thế nào mà để cho ba đứa con không có đứa nào muốn đi theo mẹ? Đây là một cái vấn đề mà phải xem lại về em. Tại vì đứa con khi mà nó xa mẹ, nó rất là nhớ mẹ, nó sẽ khóc, nó sẽ muốn ba mẹ nó ở với nhau. Nó không biết ai đúng ai sai gì hết, mà bây giờ nó thấy ba mẹ nó sống sai là nó muốn được ba mẹ nó quay về với nhau. Đó. Bây giờ trong cái tình huống mà người phụ nữ kia đã tiêm nhiễm vào đầu nó những cái điều như vậy, và em cũng nói rằng gia đình chồng em cũng tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ những cái điều như thế, khiến cho em và con em có khoảng cách. Vậy thì khi em về thăm con, em phải nói dối với con như thế này. Đôi khi những cái lời nói dối của mình cũng là một cái liều thuốc để mà chữa lành những vết thương cho con và cho chính em nữa. Em phải nói dối với con em như thế này nè. Mẹ đi nhờ xe của cái chú đó, mà chú đó thì chú là cái chú lăng nhăng, chú cặp bồ cặp bịch rất là nhiều người, nhưng mà mẹ không biết, bữa đó xe hư mẹ đi ké, bà vợ bà đi bắt ghen, bà vô tình bắt ghen ngay cái ngày mà mẹ đi ké xe, nên là bà hiểu lầm là mẹ ngoại tình với chú đó, nhưng thực ra không phải. Đây là cái chuyện mà bạn cũng nên nói với gia đình nhà chồng để mà thanh minh, giữ lại một chút tư cách của mình khi mà mình bỏ chồng. Bởi vì sau khi mà bỏ chồng, cái hình ảnh của em nó bị đen đúa như vậy thì em cũng cảm thấy bị quê, bị xấu hổ, bị nhục nhã chứ. Con người cũng có cảm giác đau đớn khi bị người khác chà đạp. Cho dù em làm điều đó sai, em bị trừng phạt là đúng, nhưng mà cái cảm giác bị tổn thương trong con người ai cũng có mỗi khi mà bị người khác tấn công và làm cho bản thân mình bị dồn vào cái bước đường cùng. Đó. Vậy thì cái cách mà em thăm con như thế nào để mà vừa xây dựng tình cảm với con, vừa tốt cho con mà lại làm cho gia đình chồng của em cảm thấy cái việc em thăm con là cái điều mà họ cần phải làm, chứ không phải là vì em bị người ta đến nhà tố cáo là người thứ ba, là kẻ giật chồng. Gia đình chồng em có quyền cấm em đến thăm con. Con là con chung. Sau khi ly hôn, em có quyền yêu và sống cùng với bất cứ người đàn ông nào em muốn, miễn là đừng có sai trái. Cái chuyện mà người phụ nữ kia đến tận nhà nói với gia đình chồng em như vậy cũng chỉ là lời nói, chứ không có một bằng chứng gì hết. Thì cái lý do mà em nói dối với gia đình chồng là cái anh chàng này anh lăng nhăng, vợ anh ta rình rất là nhiều ngày rồi, nhưng vô tình bữa đó xe hư đi ké, thì bà vợ đánh ghen vô tình bắt được mình, mình bị xui, mình bị đánh ghen lộn. Đó chính là cái cách giải thích mà em cần phải nói với nhiều người để mà thanh minh cho cái chuyện em có quen và yêu một người đàn ông có vợ như thế. Còn cái chuyện người đàn ông đó, em hãy quên họ đi. Còn cái việc mà em thăm con á, em cũng sẽ định liệu như sau. Em có thể thăm con vào cuối tuần hoặc một tuần một hai ngày thôi, chứ em không thể nào mà ngày nào cũng đến thăm con rồi ngủ ở đó xong rồi ăn ở đó mà em lại không có dứt khoát với chồng một cách rõ ràng. Về mặt pháp lý thì em đã ly hôn, nhưng mà em cứ đến thường xuyên gia đình chồng như thế thì người ta cũng đồn ra đồn vào, mà em thì cũng không quay lại với chồng được, mà làm cho gia đình chồng em còn khinh khi em hơn. Đó. Cái giải pháp quay lại sau ly hôn là cái điều mà em nên nghĩ khi mà chồng em đề nghị em quay lại với chồng. Nhưng với một điều kiện là anh ta phải thành khẩn và quyết tâm quay lại với em, và anh ta sẽ thay đổi một số các điều mà khi em sống chung với gia đình chồng em chịu không nổi, em vì điều đó đau khổ đến mức mà phải ly hôn. Thì em với chồng em phải là cái người thật sự thống nhất về điều này, thì em nên nghĩ đến cái vấn đề quay lại sau ly hôn. Và khi quay lại sau khi ly hôn, em phải xây dựng bản thân em là một kiểu người phụ nữ khác. Em không nên để cuộc sống nó cuốn em đi theo một cái hướng vô định mà em không có một kế hoạch gì trong cái việc xây dựng, chỉnh sửa bản thân cũng như là vun vén cho gia đình và xây dựng một cái nền tảng cho các con em vững chắc. Cái người đàn ông có vợ kia đó em, không bỏ vợ, không cưới em, không về ly hôn với vợ, em quen anh ta để được cái gì? Em chỉ được ngủ với anh ta một vài đêm thôi, rồi được cái gì? Chẳng được cái gì hết á.
anh ta yêu em hả? Anh ta yêu em, anh ta có vì em không? Anh ta vì em mà anh ta lại làm cho em bị nhục nhã như vậy. Vợ anh ta tấn công em đến mức mà em không còn một lối đi đường thoát. Cha mẹ chồng cũ cũng báo, cha mẹ ruột mình cũng báo. Anh ta đã để cho vợ anh ta đến tận công ty để mà làm nhục em. Thì thử hỏi cái người đàn ông này có bảo vệ được em không? Anh ta chẳng thể bảo vệ được em. Và anh ta chẳng làm được cái điều gì có ích lợi cho em. Sao mà em có thể nghĩ rằng mình có thể tin tưởng một người đàn ông như vậy? Em đâu có hy vọng gì là người đàn ông này sẽ bỏ vợ lấy em đâu. Mà người đàn ông vội vã bỏ đi gia đình của mình đến với một người đàn bà mới quen. Vợ của anh ta đã cùng với anh ta bươn trải cuộc sống mấy chục năm. Bây giờ tự nhiên thấy một người phụ nữ không chồng như em, anh ta lao vào em. Rồi sau một thời gian anh ta hết mê em thì chuyện gì xảy ra? Quen với anh độc thân mà lại còn quay về nhà chồng cũ ngủ và nói cái chuyện đó cho anh chàng độc thân biết, chứng tỏ là cái tư duy của em không ổn. Cái chuyện mà mình quay về nhà chồng ngủ vì thương đứa con, vì gia đình chồng không muốn đưa ba đứa con đi cùng với em, bởi vì nhà em không có cái nơi ăn ở đàng hoàng cho ba đứa nhỏ, thì họ không tin tưởng để giao con. Với lại nữa em mới ly hôn, họ cũng sợ em dắt ba đứa con đi mất. Em lại không nói cho anh ta biết điều đó, mà em lại trách rằng anh ta không hiểu em. Không phải là vấn đề xảy ra ở ba người đàn ông, mà do vấn đề tính cách và cách cư xử của em nó có vẻ gì đó không rõ ràng, không mang cái tính cách của một người phụ nữ thông minh và có tư duy và khôn khéo một chút nào. Chính vì vậy, với chồng em thì vừa muốn quay lại với em mà vừa chán em. Còn với người đàn ông mà có vợ kia thì họ xem em như là một món hàng chơi qua đường. Chắc chắn anh ta không lấy em. Nếu mà yêu em, anh ta đã bỏ vợ rồi. Anh ta không bỏ vợ thì em mơ làm gì với anh chàng như vậy, để mà hằng ngày phải trốn chui trốn nhủi rồi thập thập thò thò rồi sợ người ta đánh ghen. Đó. Còn với một người đàn ông nghiêm túc đến với em là cái anh chàng độc thân mà đang nuôi con ấy, anh ta biết hoàn cảnh của em là người phụ nữ không có vướng bận con cái sau ly hôn, thì cái điều đó là cái điều mà anh ta có thể là muốn gắn kết với em, vì không có gánh nặng đấy em. Cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến đây vẫn là vấn đề về kinh tế và cái sự thực dụng trong mối quan hệ. Với một người đàn ông đang nuôi con, kết hôn với một người phụ nữ đã ly hôn mà không nuôi con, thì đó là cái điều mà người ta muốn đi tìm. Tại người phụ nữ đã ly hôn thì người phụ nữ đó có va vấp, đồng cảnh đồng lứa với mình, rổ rá cạp lại, thì bản thân cái người đàn ông mà đã có con, họ rất là trân quý cái mối quan hệ đó. Họ rất là rõ ràng trong cái việc mà tìm đến với em để kết bạn. Họ cho em biết những cái gì thuộc về họ. Họ cho em nhìn thấy và nói chuyện với con hoặc là với người thân của họ, mặc dù họ chưa có gặp em, nhưng mà họ xây dựng một cái sự chân thành với em. Và anh ta công khai mọi thứ cho em thấy, công ty ở đâu, nhà như thế nào, hoàn cảnh ra sao, mở webcam cho em xem, tất cả mọi thứ. Nhưng mà chính ở về phía em, nó vẫn còn những cái sự nhập nhằng như vậy. Bản thân em phải xem lại chính cái cách hành xử của mình với những người đàn ông đang ở bên cạnh em. Em phải xây dựng lại cái bản thân mình trước khi em muốn làm điều gì đó với tất cả mọi người. Em thử suy nghĩ đến cái cách em quay về với chồng có được hay không, vì đó là ưu tiên hàng đầu. Bởi vì em quay về nơi đó vẫn có ba đứa con của em đang chờ. Chồng của em nếu mà tha thiết em quay lại thì cái việc em quay lại là cái điều em nên nghĩ. Đó là giải pháp. Quay lại sau ly hôn là cái điều em nên suy nghĩ. Nên suy nghĩ và nên cân nhắc. Bởi vì sau khi mà ly hôn thì có thể chồng em cũng đã nhận ra những cái sai lầm từ phía anh ta, từ phía mẹ anh ta, mà anh ta cảm thấy hối tiếc về cái chuyện mà đã lỡ xảy ra là ly hôn với em. Khi mà người ta đã nhận ra cái sai của họ thì khi em quay trở về nó sẽ tốt đẹp hơn và cải thiện hơn về cái cách họ đối xử với em. Đây là một cái điều mà em nên cân nhắc. Còn với người đàn ông có vợ kia thì đúng thật là anh ta đem đến cho em những cái sự rắc rối chẳng được cái gì. Người đàn ông có vợ thì lợi dụng vào cái thời điểm người đàn bà sau khi ly hôn không có đàn ông,
Với cái tính cách của em, nó có vẻ như là cốt nhã cười hời hợt đó, thì anh ta tán dóc em là em dính. Rồi người đàn ông đó nhỏ lớn giờ chưa ngoại tình, thì bây giờ có một người đàn bà tự nhiên cho anh ta những cái đêm chăn gối mà người đàn ông đó mới lần đầu tiên được hưởng. Sau khi mà sống với người vợ nhiều năm chán ngắt, thì người đàn ông đó mê đắm em nhất thời bồng bột là cái chuyện bình thường của một người đàn ông nhỏ lớn chưa bao giờ dại gái, chưa bao giờ sa ngã. Nó cũng rất là đúng với cái câu là tuổi trẻ không trải nghiệm mà tuổi già sẽ hư đốn. Người ta hay nói là trẻ không chơi, già hư hỏng là vậy. Nhỏ đến bây giờ, anh ta mới yêu một người phụ nữ duy nhất, thì đến em là người phụ nữ thứ hai, thì anh ta mê đắm. Tại vì sống với vợ chán rồi, lâu ngày rồi, cảm xúc không còn, tự nhiên bập vào em, thì anh ta mê đắm em nhất thời bồng bột. Em hiểu cái chữ nhất thời bồng bột không? Là người ta không chọn em đâu, hiểu không? Thế nên em đừng có mơ mộng và đặt ra câu hỏi là anh ta có yêu em không? Yêu em, anh ta đã chọn em. Nếu không chọn em thì chứng tỏ là anh ta không muốn em ở bên cạnh. Cho dù anh ta nói là anh rất là muốn có em ở bên cạnh nhưng anh không thể, thì đó cũng là cái sự lựa chọn của người ta và loại bỏ em. Em hiểu vấn đề hay không? Đấy, tư duy chỗ này đi nhé. Em là người có học thì phải sử dụng cái não của mình, cái sự học vấn của mình vào những chuyện lợi ích cho chính bản thân mình. Đừng có ngu dại nghe theo những cái cảm xúc của bản thân để rồi mà hủy hoại chính mình trong những cái cuộc tình không đáng có. Khi mà em nghĩ đến cái người độc thân kia, nếu mà bây giờ em có thể xây dựng tình cảm lại với anh ta, thì em phải lấy lại lòng tin và nói chuyện một cách nghiêm túc với anh ấy và thừa nhận những cái điều sai do mình mới ly hôn, mình không có nghĩ được cái cách nào hay, do bản thân cũng hiền lành, chưa biết cách tổ chức cuộc sống. Thì em sẽ nói với họ rằng em sẽ đến thăm con vào cuối tuần và không ngủ lại nhà chồng nữa. Bởi vì con em nó đã lớn rồi, nó đâu phải là cần cho bú sữa hay là cho ăn bột đâu mà em phải ngủ lại đêm với con. Em thấy nó kỳ không? Người ta nghe vào chuyện đó, người ta không tin em, người ta nghĩ là em ở lại ngủ với chồng cũ em. Chính vì vậy người ta không phát triển và không xây dựng tình cảm với em nữa. Con em nó mười mấy tuổi rồi, nó dậy thì rồi, nó không có cần em ôm ấp cho bú hoặc là mớm cơm nữa. Nên là cái việc mà em ngủ lại nhà chồng sẽ làm cho cái người đàn ông kia đang xây dựng tình cảm với em, họ khựng lại, họ nghi ngờ em và họ không tin em. Có thế thôi. Nếu mà em cảm thấy không thể quay lại với chồng thì đừng có làm những cái điều đó để mà em gây ra cho những người đàn ông quen em có một cái sự không tin tưởng ở nơi em. Có nghĩa là người ta nhìn vào em thấy có cái gì đó không rõ ràng. Hoặc là nếu em muốn quay lại với chồng em mà em làm cách đó, chồng em cũng không trân trọng em. Em phải hiểu biết không? Cái cách mà mình quay lại với chồng cũ cũng không phải là cái cách như thế. Em cứ đến nhà người ta ăn dầm ở dề đó, người ta khinh em thêm bởi vì người ta bỏ em rồi. Người ta ly hôn với em rồi, hoặc là em bỏ người ta đi ha. Nhưng mà hai người đã không còn có quan hệ là vợ chồng. Mà em cứ đến đó lấy lý do ngủ với con, người ta cũng đâu có muốn như thế với em đâu. Em phải suy nghĩ một cách thật là thận trọng. Bài học rút ra ở đây cho em là gì? Người ta có cái câu nói là làm đĩ 10 phương thì để một phương lấy chồng. Em một cái cách sai trong cái việc ứng xử mà sai một ly đi một dặm đó em. Cái nơi em sống mà em làm cho cái người vợ của nhân tình đến cào nát gia đình của em, đến nói với con em, rồi nói với cha mẹ chồng, nói chung là làm nhục em đủ thứ bề. Em có thấy không? Sau này có một người đàn ông tốt về thăm em, chẳng hạn như em lấy phải quan chức nhà nước đi, người ta về thăm quê em mà gặp những cái kẻ độc mồm độc miệng ấy em, người ta nói vào tai người mà lấy em, thì em cảm thấy như thế nào? Em thấy như thế nào? Cho dù là lời nói đó là oan ức cho em đi nữa thì cũng làm cho chồng của em xem rẻ em, nghi ngờ em, không tin em, đúng không? Thế nên là em sống là phải chọn cho mình cách sống đúng mới là cách sống khôn nhất của một người đàn bà sau khi ly hôn. Sống sau ly hôn làm sao cho gia đình chồng cũ em nó nể em thì mới gọi là hay. Còn sống mà sau khi ly hôn em ngủ với người đàn ông có vợ rồi yêu hết thằng này đến thằng kia chẳng ai cưới, thì mọi người sẽ nhìn nhận em, nói là cái con này bị chồng bỏ là đúng rồi, nó không đầu hàng tử tế, đang có chồng mà ngoại tình, bị chồng nó bỏ rồi ngủ hết với thằng này thằng kia, đến bây giờ cũng chẳng ai dám lấy nó. Nếu mà cái tiếng đồn đó nó đến tai em, nó là sự thật,
thì bản thân em nghĩ như thế nào? Em đau lòng không? Thế nên đó là trước khi mà bập vào đàn ông á, thì em phải xây dựng lại bản thân em trước. Đừng có vì cái sự cô đơn mà biến mình trở thành cái thực đơn miễn phí cho những người đàn ông. Nếu mà em không có chín chắn, không có suy nghĩ kỹ á, thì đàn ông chỉ đến với em ngủ chơi qua đường với em thôi, không bao giờ chọn em làm vợ đâu nhá. Em nhé, đàn ông sau khi ly hôn họ rất là khôn. Bởi vì trong cái sự tổn thương của họ, họ đã từng biết những cái người đàn bà như thế nào. Họ mà lấy phải một người đàn bà sau ly hôn mà sai lầm nữa thì họ cảm thấy rất là bế tắc và xui xẻo nữa. Sai một lần rồi sai thêm lần nữa, họ không muốn. Nên là những người đàn ông sau khi ly hôn, họ sẽ rất là thận trọng để chọn một người bạn đời cho họ, chứ họ không dễ dàng chọn cái người đàn bà dễ dãi trong vấn đề quan hệ tình dục đâu em nhé. Ở Việt Nam của chúng ta vẫn còn rất là coi trọng về cái vấn đề mà em giữ được cái sự bình tĩnh khi mà người đàn ông đó yêu em bằng cái việc quan hệ tình dục á, thì em cũng phải nên cẩn trọng. Vì khi mà em dễ dãi với họ thì chứng tỏ em cũng đã dễ dãi với rất nhiều thằng. Đó. Thế nên là em cần phải suy nghĩ kỹ. Khi em muốn thành lập, xây dựng một cuộc đời thì em đừng có biến cuộc đời thành cuộc chơi. Khi em chơi thì em chơi hết mình. Khi mà em chơi, em có thể chơi với rất nhiều người, rất nhiều lần. Nhưng khi em đã bước vào một cuộc đời nghiêm túc, làm mẹ, làm vợ thì em phải đoàn hòa. Người ta vẫn nói một câu rằng lấy đĩ về làm vợ chứ không muốn lấy vợ về làm đĩ. Em phải cân nhắc kỹ về điều này. Đối với những cái mối quan hệ trong xã hội, em phải hết sức là thận trọng. Bởi vì tiếng đồn nó làm nên cái danh dự của con người. Một tiếng nói xấu về em thôi nó cũng sẽ làm cho em bị hoen ố. Mình đã là mẹ, mình đã lớn tuổi, mình đã ly hôn thì mình phải sống khôn làm sao để mà mình chọn được một người xứng đáng. Nếu mà em có cái cơ hội mà yêu và quen một người nước ngoài mà người nước ngoài đó bảo lãnh em đi nước ngoài, em có đầy đủ cái sự phát triển về tiền bạc, về trí thức, về năng lực của mình, thì em có thể nhờ họ bảo lãnh các con mình từ Việt Nam sang đất nước của họ. Đó là cái điều mà rất là nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn đã tìm đến và hướng đến. Đó cũng là một cái giải pháp đáng để mà em suy nghĩ. Nhưng mà làm như thế nào để em có thể kết hôn được với người nước ngoài như là em đã nghĩ, thì em phải là người có cái tính cách phù hợp với cái tầng lớp văn hóa, với cái sự nhận thức của người nước ngoài ở đất nước đó. Em hiểu không? Người nước ngoài tư duy người ta rất thông minh và người ta rất là rõ ràng và minh bạch, chứ không có ngơ ngơ ngác ngác làm những chuyện khùng điên và không rõ ràng. Đó. Một nước phát triển tiên tiến thì con người ở đó nó cũng rất là thông minh em nha. Chứ đừng có tưởng là ai cũng được như vậy, hoặc là ai cũng làm cái điều đó một cách đơn giản, hoặc là tôi dư sức làm nhưng mà thực tế là năng lực không có. Mình phải nhìn nhận đúng về những cái điều thuộc về bản thân để chúng ta thay đổi tốt hơn. Đây là những cái bài học mà chị nghĩ rằng em phải để thời gian lắng đọng, nhìn nhận lại toàn cảnh những cái điều gì đã diễn ra trong cuộc đời của em đã sai lầm như thế nào. Mình phải nhìn về cái lỗi lầm của mình một cách thật là nghiêm túc, gắt gao để lần sau chúng ta đừng có phạm phải những cái sai lầm như vậy nữa. Cái việc mà làm sai thì trong cuộc đời này ai cũng sai, kể cả tôi. Ai cũng ngu, kể cả tôi. Lời khuyên trong cái tình huống này của em là gì? Khuyên em nên sống chậm lại, sống cho thật là chắc, thành lập những cái kế hoạch cho những bước đi của mình sau khi mà ly hôn. Nếu em không quay lại với chồng, em phải biết rằng đi bước nào cao bước đó, chứ đừng có đi theo cái dạng ngớ ngang ngớ ngẩn. Sau ly hôn là dồn vào những cái dại, nó hại vào thân của em. Em nhé, nên là một người mẹ tốt, nên là một người mẹ đoàn hoàng tử tế, nên là một người phụ nữ thành công. Nếu mà đây là cái lần sai lầm của em đầu tiên thì em cố gắng chỉnh sửa để đừng sai như thế nữa. Và khi mà tìm hiểu và đến với một người đàn ông nào đó thì em phải hiểu về họ trước. Em thấy rằng yêu họ có tương lai, yêu họ có thể là giúp được cho em, hoặc yêu họ là một chỗ dựa vững chắc, thì em hãy đến với những người đàn ông như vậy. Đừng có chọn những cái người đàn ông có vợ, hoặc chọn những cái người mà không bao giờ chọn em làm vợ, thì em chỉ trở thành cái tấm thảm để cho người ta chùi chân, hoặc là em sẽ chỉ là loài hoa dại để người ta dẫm đạp mà đi trên đường thôi em nhé. Đây là bài học cảnh tỉnh cho rất là nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn đã đưa mình vào những cái tình huống rất là
tệ hại cho chính bản thân họ mà lại chẳng có lợi gì cho mình, mà làm cho chính bản thân những người vợ bị hoen ố đi. Bởi vậy, tôi đã ra rất là nhiều video khuyên người vợ đừng vội bỏ chồng. Trước khi bỏ chồng, hãy nghe những cái điều như vậy. Vì sao? Vì sau khi các bạn ly hôn, các bạn có khả năng làm người thứ ba rất là cao. Và các bạn có rất là nhiều người đã hành xử sai hoàn toàn sau khi ly hôn. Đây là lời cảnh tỉnh của Sóng Tình Yêu GB. Hy vọng rằng những người phụ nữ cần phải chín chắn và sáng suốt hơn khi mà quyết định ly hôn, cũng như là sau khi ly hôn phải sáng suốt tìm ra cái con đường mà đưa các bạn đến những cái sự thành công và vượt bậc cao hơn khi mà các bạn sống với người cũ bạn nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của Sóng Tình Yêu GB trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ chia sẻ đến cho bạn một dòng tâm sự, một cái bài chia sẻ tâm sự của một người thứ ba. Và với cái lý do người phụ nữ này ngoại tình, tôi rất là hy vọng video này của tôi được những người đàn ông tiếp nhận một cách tích cực nhất, để cho những người đàn ông nhìn nhận lại cái lỗi sai của vợ mình có phải là do chính bản thân những người đàn ông đã đẩy người phụ nữ ra khỏi cái vòng tay của mình, cũng như là cái thái độ sống của người đàn ông thực sự có cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc, chỉnh sửa lại, cần phải học hỏi hơn nữa để mà vun đắp cho cái cuộc hôn nhân của chính mình hay là không. Người thứ ba này đang là một người vợ. Bản thân cô ấy biết rằng cái việc mình ngoại tình là sai. Nhưng khi cô chia sẻ với tôi lại có một cái sự cảm thông rất lớn với đối tượng là người thứ ba này. Chồng cô ấy là kiểu mẫu người đàn ông thông minh, giỏi giang, nhưng mà thuộc cái nhóm người làm công việc kỹ thuật nên ít nói, điềm đạm. Có một điều kỳ lạ là khi mà ra đường á, anh giao tiếp rất là tươi vui với mọi người. Người phụ nữ diễn tả rằng ra đường thì anh như chim sáo, pháo nổ. Nhưng mà về nhà thì không nói gì với vợ. Có một cái điều kỳ lạ là ở chỗ đó. Có những lúc cô nằm bên cạnh chồng, cô chia sẻ với chồng để tìm ra cái điểm chung, nói những lời nhỏ nhẹ để tìm thấy sự kết nối. Nhưng mà bản thân cô ấy lại không thể chia sẻ cùng với chồng vì chồng không thay đổi được. Một ngày hai vợ chồng chỉ nói với nhau một cho đến hai ba câu, thì có khi anh trả lời là có hoặc không, hoặc là lắc đầu, hoặc là gật đầu, hoặc là chớp mắt. Người đàn ông rất là kiệm lời, không muốn giao tiếp, chỉ ngắn gọn truyền đạt những thông tin như vậy mà thôi. Suốt rất là nhiều năm, hơn 12 năm trời, người phụ nữ này ở bên cạnh người đàn ông đã có hai con trai gái đầy đủ hết. Nhìn vào gia đình của cô ấy, mọi người đều mơ ước là có một anh chồng cao lớn, đẹp trai, có công ăn việc làm ổn định. Hai vợ chồng đều có mức thu nhập khá. Nhà thì con gái, con trai có xe hơi đầy đủ hết. Nhưng mà ở trong gia đình đó, bản thân người phụ nữ cảm giác như là bị cô đơn. Không có cái người bầu bạn để nói chuyện, không có cái người chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Hai vợ chồng dường như không có nói chuyện với nhau, lạnh tanh. Mặc dù anh là cái người đàn ông không có ngoại tình, không có bậy bạ, thương vợ, có trách nhiệm với gia đình, nhưng mà không nói chuyện. Chính vì vậy mà làm cho người thứ ba có cảm giác như chồng mình không yêu mình. Rất là cần chồng chia sẻ, nhiều lần đã nói chuyện với chồng, nhưng mà chồng vẫn không thay đổi. Chính vì vậy mà cô vẫn làm việc, suốt 12 năm trời cô vẫn sống như vậy và cô chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ ngoại tình. Nhưng mà rồi có một lần và có một ngày khi mà người đàn ông đó đến với cuộc đời của cô là một đối tác làm ăn với gia đình của cô. Bản thân người đàn ông đó cũng đang có gia đình, cô cũng đang có một gia đình. Nhưng mà có rất là nhiều lần người thứ ba này đã đòi chia tay. Và người đàn ông đó thì tôn trọng quyết định của người phụ nữ này. Có nghĩa là người phụ nữ này đồng ý chia tay thì anh ấy cũng
làm theo, nghe theo. Và người đàn ông không nói gì, chỉ nói một lời rất đơn giản, đó là tùy em quyết định. Người thứ ba thử bỏ rất là nhiều lần nhưng không bỏ được. Rồi chính người thứ ba lại không chịu nổi cái sự nhớ nhung đó, lại bắt đầu nhắn tin và nói chuyện trở lại. Tức là bản thân người thứ ba này xác định cô ấy đang ở trong một cái tình trạng bị lụy tình, bị nghiện sâu người đàn ông có vợ đó. Cô rất là muốn cai nghiện, nên là cô cảm thấy rằng cô rất là buồn khi mà cái sự bế tắc đó đến với cô và cô không giải quyết được. Cô muốn dừng lại để mà cảm thấy mình đừng có lỗi với vợ của người ta. Nếu mà cái chuyện này đánh ghen xảy ra, cái điều mà cô sợ hãi nhất đó chính là con của cô xem thường cô. Cô rất là sợ xấu hổ mắc cỡ. Nhưng mà cô lại đứng ở cái thế là tự bào chữa cho mình, là bản thân cô không có xin tiền đàn ông, vì cả hai gia đình đều là người khá giả và có tiền hết. Nên họ đến với nhau cũng không phải là vì phải có quan hệ tình dục, vì họ rất là ít gặp nhau, một tháng mới gặp nhau một lần, hoặc là một tháng hai lần đi uống cà phê, chứ không phải là lần nào gặp nhau cũng lôi nhau vào khách sạn để mà làm cái chuyện đó. Tức là họ cần ở nơi nhau những cái dòng tin nhắn, những cái sự an ủi, nói chung là họ cần một người bạn nói chuyện đó. Thì bản thân người thứ ba còn dạy người đàn ông có vợ kia là phải yêu thương vợ, chăm sóc cho vợ con, phải chăm sóc thương vợ hơn ngày xưa. Và bản thân người đàn ông này cũng nhận định rằng từ khi mà anh ta ngoại tình, anh ta tốt với vợ, anh ta hơn mức bình thường. Tự nhiên người vợ lại trở thành ngư ông đắc lợi trong cái chuyện này. Bởi vì người đàn ông không ngoại tình, vợ vẫn không được đối xử tốt. Vậy mà đàn ông đi ngoại tình lại đối xử tốt với vợ hơn, bởi vì cảm thấy lương tâm day dứt vì cái hành động sai trái với vợ. Người thứ ba khi mà nghĩ đến cái vấn đề mà quyết liệt muốn chia tay thì cái tâm lý bị đau xuống, lập tức cái sức sống không còn nữa, cảm thấy mọi cơ quan trong nội tạng đau đớn rã rời, không có động lực để mà sống, không có động lực để làm việc, không thể lao động được. Vậy chứng tỏ là sức mạnh của tình yêu á, với người đàn ông sai lầm này, một người đàn ông có vợ như thế này á, thì làm cho người thứ ba này có những cái cao trào hưng phấn trong cuộc sống, nhưng mà nó cũng nhấn chìm người đàn bà này trong khổ đau. Người thứ ba này cũng rất là cố gắng để mà ra sức kiểm soát bản thân họ, đừng có để phụ thuộc vào người đàn ông kia quá nhiều. Nhưng mà thực chất cô ấy đã nhận ra bản chất cuộc tình này là chính do cô ấy cột chặt vào cái mối quan hệ đó. Riêng về người đàn ông có vợ kia thì vẫn quan tâm vợ con, sống có trách nhiệm với gia đình, vẫn hoạt động tình dục với vợ bình thường đó, đối xử với vợ tốt hơn. Và người vợ đó là không biết cái chuyện chồng ngoại tình. Tại vì có một lần á, cái người đàn ông này cũng nhắn tin cho một người phụ nữ nào đó, rồi người vợ biết được, lên công ty làm toán lên, rồi cả hai người đều phải nghỉ ở công ty đó. Tức là người vợ này thuộc cái kiểu người rất là dữ dằn, làm cho người đàn ông sợ hãi. Nếu mà lần này người vợ mà phát hiện thì khẳng định là người đàn ông này có lăng nhăng không. Nhưng mà người thứ ba này nghĩ cái chuyện đó nó rất là nhẹ, bởi cô ta không cần biết trước đây anh ta làm cái gì, có lỗi với ai. Cô ta chỉ có nghĩ đến cái vấn đề là hiện thời cô ấy với người đàn ông này vẫn nhắn tin, vẫn xây dựng tình cảm, vẫn trao đổi với nhau hàng ngày đó. Còn quay trở lại vấn đề chồng của nữ thân chủ này, bản thân người phụ nữ rất là cố gắng để mà chỉnh sửa với chồng, thì bản thân cố nói ra những vấn đề, rồi cố tự giải quyết, rồi tự nói tự nghe. Chồng thì phản ứng lại bằng một cách rất là im lặng, không nói gì hết á, im như thóc vậy. Rồi dần dần anh ta biến mình thành cái kẻ câm lặng và ít nói trong gia đình. Có những lúc anh ta gắt lên thì mọi người hỏi, ủa tại sao gắt lên vậy? Không có cái lý do để mà phải nóng nảy, mà không biết lý do vì sao anh lại trở thành một con người như vậy, và anh cứ lầm lũi như vậy đó. Nếu mà nói đến quyết định ly hôn thì anh cũng cho rằng muốn làm cái gì thì cứ làm đi. Tức là anh gần như một trạng thái là buông xuôi. Nó vừa ở cái trạng thái lụy, vừa ở cái trạng thái nhu nhược, mà vừa ở cái trạng thái là muốn làm gì thì làm, anh không có ý kiến.
Vậy thử hỏi các bạn, nếu các bạn có một ông chồng như vậy, các bạn là người phụ nữ, các bạn có chán chồng các bạn không? Còn nói đến cái vấn đề ân ái tình dục, thì cái người bình thường đã vốn ít nói, thì khi quan hệ tình dục cũng chẳng nói gì. Cứ im im lủi lủi vậy đó. Thì hỏi người đàn bà khi mà gần gũi với đối tượng là chồng như vậy, các bạn có thể hưng phấn được không? Các bạn có cảm thấy là các bạn lên đỉnh được không? Các bạn có thể lên đỉnh để ngắm hoa anh đào được không? Chắc chắn là không. Chắc chắn là người đàn ông đó cũng chẳng cần phải quan tâm xem vợ của mình có hứng thú hay không. Cứ giống hệt như là im lặng, lầm lũi và lặng lẽ. Rồi không khí nó cứ dần dần lạnh lạnh. Rồi nó liệt luôn. Đó là như vậy. Làm cho người đàn bà lãnh cảm với cái đối tượng người đàn ông này. Người đàn ông trong gia đình thì không mắng mỏ, không la lối, không có đánh vờ, nhưng mà cuộc sống nó gần như là cái dạng chiến tranh lạnh. Thì có một cái đề xuất là nên cho anh này đi tư vấn, hoặc là mướn một người tư vấn đến nói chuyện với gia đình, giống như một tư cách là người bạn, thì xem chồng của cô ấy có chịu chia sẻ hay không. Cuộc sống mà lạnh lùng, lầm lũi rồi lịm lịm như vậy thì nó rất là nản. Một người đàn ông mà không có biết thể hiện tình cảm của mình, tuy rằng là một người đàn ông tốt nhưng mà lại không thể thay đổi được. Không thể tự mình điều chỉnh cái cuộc hôn nhân của họ được. Người đàn bà rơi vào một cái trạng thái là phải chấp nhận hoặc là phải thay đổi ông chồng khác. Chẳng thể thay đổi được người đàn ông đó, sống rất là chán. Người chồng thì đi làm, có tiền, hiền, quan tâm đến mọi người nhưng mà lại không quan tâm đến vợ. Cái cuộc sống nó rất là kỳ lạ, khiến cho người thân của cái người vợ này, người thứ ba này, cũng tìm cách tiếp cận với chồng của thân chủ này để hỏi xem là giữa hai vợ chồng có vấn đề gì hay không. Thì anh chỉ trả lời một cách đơn giản là không có gì, vợ chồng vẫn bình thường. Anh không muốn chia sẻ và anh cũng xem chuyện đó như là cái chuyện mọi người không thể giải quyết được đâu. Tôi đây còn không làm được thì mọi người chắc chẳng thể làm. Với cái suy nghĩ như vậy nên anh co người lại và anh vẫn tiếp tục im lặng và lặng lặng nữa. Nên là làm cho người vợ lạc lõng, có cảm giác cô đơn bế tắc. Cô ấy mong muốn nhận được từ chồng, nhưng mà những cái điều mong ước của cô không được đáp ứng. Khi mà nhìn vào cuộc hôn nhân của cô thì biết bao nhiêu người mơ ước. Nhưng mà chính bản thân cô sống, cô thấy chán, cô thấy ngán, rồi cô nản ông chồng luôn. Với một ông chồng im như thóc, gần như là ông biến ông thành người câm trong gia đình, hoặc là một người lâu lâu mới nói một chữ, không biết là ông nghĩ cái gì, ông làm cái gì và ông như thế nào nữa. Ông vẫn rất yêu thương con, ông vẫn có trách nhiệm với gia đình, nhưng mà với vợ của ông làm như là ông bị lãnh cảm với vợ hay sao? Và xác nhận rằng người đàn ông này có nhân tình bên ngoài hay không thì người vợ xác nhận là không có nhân tình bên ngoài. Bản thân người vợ này rất là tin chồng và kiểu người đàn ông này không phải là người đàn ông lăng nhăng, trăng hoa. Nếu mà một người phụ nữ mong muốn có một người chồng không ngoại tình, một người đàn ông có trách nhiệm gia đình, một người đàn ông biết thương con, tắm con, lo cho con, không có chửi vợ, không có nặng lời với vợ, thì đây là một người đàn ông rất là tuyệt, rất là tốt. Nhưng mà ở người vợ này, họ đòi hỏi một cái điều là chia sẻ và nói chuyện với vợ thì chồng làm không được. Chính vì vậy mà cô ấy cảm thấy mình bị bế tắc trong cuộc hôn nhân, không có thể chỉnh sửa và không nhận được cái sự thay đổi từ người chồng. Đó chính là lý do mà cô đi tìm đến cái người đàn ông mà người đàn ông đó cho cô ó được những cái phút giây chia sẻ, người đàn ông đó cho cô ấy được cái phút tâm tình, có nghĩa là cô cần giao tiếp. Nhưng mà chồng của cô là cái người đàn ông không có biết nói chuyện, không biết thể hiện tình cảm. Một người đàn ông chọn cái sự im lặng là cách giải quyết. Một người đàn ông thường hay im lặng để mà cho cô tự nói tự nghe. Thì cô cảm thấy cô chán, cô nản. Và câu hỏi đặt ra cho rất là nhiều người đàn bà là: nếu bạn có một người chồng như vậy, bạn có chắc rằng bạn sẽ không ngoại tình không? Hiện thời những cái suy nghĩ của cô rất là rối. Khi mà cô tìm đến tư vấn sống tình UGB
thì bản thân mình xác định là cô chưa có cái lý do gì để mà bỏ người đàn ông có vợ kia. Thế nên là mình khuyên cô là khi nào cô thực sự có ý định muốn bỏ người đàn ông đó thì hãy tìm đến mình để mình hỗ trợ và tiếp sức cho cô trong những cái giai đoạn khi mà cô đau khổ mà không có ai ở bên cạnh. Nhưng mà hiện thời nay tâm lý của cô là không muốn bỏ, không có cái động lực gì mà để bỏ hết, bởi vì cô không có chiếm đoạt, cô cũng không có tấn công vợ và cô rất là cô đơn. Nếu mà gọi là nghĩ đến cái chuyện bỏ chồng thì cô cũng không có mục đích bỏ chồng, bởi vì chồng cô có cũng như không, bỏ làm gì cho con cái bơ vơ. Nếu mà nói là bỏ chồng thì cô cũng không đủ can đảm để lấy người khác. Cái người độc thân thì cô nghĩ vào cái tuổi 40 mà đàn ông mà chưa có vợ thì cũng là cái dạng khìn khìn không bình thường. Lúa thì 3 tháng gặt một lần, mà có cây lúa mà 5 tháng không ai gặt là có vấn đề. Chính vì vậy mà lấy người độc thân thì cũng không xong, mà lấy những người đàn ông mà bỏ vợ hoặc là vợ bỏ thì cũng chẳng có người đàn bà nào mà dại dột đến mức mà bỏ một người đàn ông tốt đi. Mà lấy những người đàn ông mà bị đàn bà bỏ thì gọi là chồng, nhưng mà thực tế là phải nói rằng chồng đấy là chồng chất những cái tật xấu, tật hư. Thì người đàn bà này không có đủ can đảm để lấy người đàn ông khác. Chính vì vậy mà cô ấy rơi vào cái trạng thái là duy trì ở cái mức hiện tại. Đó chính là vừa có chồng mà vừa có tình nhân. Có lẽ vào cái hiện trạng ở bây giờ thì có lẽ là cô ấy có tất cả mọi thứ. Cô ấy vừa có tình yêu với nhân tình, cô ấy vừa có một đời sống chia sẻ tinh thần với người đàn ông là nhân tình đó, vừa có cái mác gọi là gia đình, cô vừa có chồng mà cô lại vừa đau khổ, cô có tình nhân mà cô cũng chẳng được vui. Cô sống trong một cái trạng thái rất là bế tắc. Phải chăng con người ta phải rơi vào cái tình huống oái oăm như thế này? Câu hỏi của cô muốn hỏi những người đàn ông là nếu những người đàn ông khi mà quan hệ tình dục với vợ mà vợ nằm đơ ra, vợ quá lành, quá chán trong cái chuyện nhân gối thì người đàn ông có ngoại tình không? Và nếu mà chồng của những người phụ nữ mà không nâng cao những cái giá trị của người đàn ông để làm cho chính bản thân người đàn ông đó có ý nghĩa hơn và làm cho vợ mình được vui hơn và hạnh phúc hơn bên cạnh mình, thì tại sao những người đàn ông lại không cố gắng? Vậy thì có bao nhiêu người đàn bà rơi vào hoàn cảnh của cô sẽ không ngoại tình? Đó là những cái điều mà ngày hôm nay cô tìm đến với mình chia sẻ về những cái sự đau khổ của cô trong cái việc mà cô vừa có chồng mà vừa ngoại tình. Cái sự lựa chọn của cô không phải là như thế. Nếu chồng của cô là người chịu nói chuyện với cô, chịu chia sẻ với cô thì có lẽ cô đã không ngoại tình, vì cô đã có rất là nhiều năm không ngoại tình. Nhưng mà rồi cái sự chán nản của cô cũng có một ngày có một người đàn ông chịu nhắn tin, chịu nói chuyện với cô, và cô đã tìm thấy cái sự kết nối đó và cô không kết nối với chồng. Hy vọng rằng những người đàn ông nghe video này thì các bạn nên đứng ở một cái góc độ để mà suy xét về vấn đề khi mình có vợ ngoại tình. Thì các bạn cũng phải nhìn lại bản thân mình xem mình đã làm như thế nào để người vợ chán mình đi tìm cái niềm vui ở kẻ khác. Người đàn ông đi ngoại tình thì cũng cho rằng bản thân họ không được hạnh phúc trong gia đình, họ mới tìm đến một người đàn bà mang tên là người thứ ba. Vậy thì người đàn bà thứ ba đang là vợ mà phải đi ngoại tình, thì cái người đàn ông là chồng phải chăng là nên nhìn lại mình xem mình có phải là cái nguyên nhân chính để đẩy vợ đến vòng tay của người đàn ông khác hay là không? Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của Sóng Tình Yêu trong đêm hôm nay. Rất mong mọi người có cái nhìn khách quan, tích cực trong những cái tình huống khi mà đối tượng sai lầm gặp phải những cái vấn đề về tâm lý và rất là khó tìm được cách giải quyết trong chính tình huống của người đó bạn nhé. Xin chào các bạn. Ngày hôm qua, Sóng Tình Yêu GB có một cái vị khách cuối cùng trong ngày làm việc của mình. Vị thân chủ này nói với mình một cái câu rằng: chị rất là cần em trong lúc này,
em cứ nói chuyện với chị đi. Bao nhiêu thời gian cũng được. Tức là bản thân cô ấy có cảm giác đau khổ, cô đơn và muốn nói chuyện với một người nào đó thấu hiểu. Và mình tin chắc rằng cô ấy chỉ có một mình là cái người lắng nghe cái nỗi đau của cô. Bởi vì cô không thể nói câu chuyện này với ai được. Bởi vì đó là câu chuyện của kẻ thứ ba. Thì đến khoảng 45 phút mình nói chuyện với cô, mình thấy cái nội dung cô không có nói giống như lần đầu tiên mà cô gặp mình. Mà có một vài thông tin, có hai thông tin, chính xác là có hai thông tin khiến cho mình đặt cho cô một câu hỏi. Chị ơi, chị cho em hỏi là chị đã từng tư vấn em chưa? Cô im lặng. Cái mình mới nói, chị ơi, cái giọng của chị rất quen, em nghĩ rằng chị đã tư vấn em rồi. Bởi vì chị rất là giống với một thân chủ của em, có hai cái chi tiết này mà người phụ nữ đó cứ lặp đi lặp lại. Đó chính là 7 năm và đi đánh góp. Thì cô mới nức nở, nghẹn ngào, cô mới nói là chị đã từng tư vấn em rồi. Bạn biết không, một tháng tôi có rất là nhiều thân chủ, một tuần tôi có rất là nhiều thân chủ. Nhưng có những cái yếu tố của từng vị thân chủ tôi nhớ, nhưng mà tôi không có thể nào mà nhớ được tên của họ được. Bởi bản chất á, là người thân chủ đó có một cái yếu tố gì đó khiến cho tôi gọi là có dấu ấn với cái người đó. Thì nữ thân chủ này, cô năm nay gần 50 tuổi rồi. Cô yêu một người đàn ông mà yêu trong thầm lặng, bởi vì cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc. Một người đàn ông là chồng, gia trưởng, việc nhà thì không bao giờ làm, mà lười nữa. Còn cái chuyện mà tình dục với anh thì cô sợ lắm. Có những đêm cô nằm bên cạnh chồng mà cô ướt hết gối, cô khóc vì cô đau khổ ở bên cạnh một người đàn ông không yêu đó. Thì cái câu hỏi đặt ra cho cô là có ai ép duyên cô không? Thì cô nói là không. Do người ta giới thiệu, cô mới có một cái cuộc tình như thế. Rồi cô kết hôn với người đàn ông như vậy. Rồi có 3-4 đứa con. Cái cuộc hôn nhân của cô là như thế đó. Cô không yêu người chồng của mình một tí nào hết. Do chồng của cô và cô là hai kiểu tính cách hoàn toàn trái ngược. Cô thì sạch sẽ, cầu toàn và sống nội tâm. Còn chồng cô thì ở dơ, không chu đáo và sống có vẻ hời hợt. Chính vì vậy mà cả hai thế giới chẳng bao giờ có một tiếng nói chung. Cô không muốn chia sẻ với chồng. Tại vì cô nói rằng cô nói mà cũng như không, nên chẳng thèm nói. Tại vì cảm giác như nói không có kết quả. Nhưng ở đây mình cũng nghĩ rằng khi mà người ta không yêu nhau, người ta không nỗ lực để thay đổi cái đối phương, đó cũng là một lý do và một nguyên nhân nha các bạn nha. Khi mà lấy một người chồng không yêu, nên khi mà cô yêu một người đàn ông là cái người đàn ông cũng thuộc cái kiểu người đàn ông mà cô thích ở gần nhà cô. Từ một người phụ nữ hoạt bát, giỏi giang, vui vẻ, cô trở thành một người phụ nữ trầm uất. Khi mà mình phát hiện ra cô là người đã từng đến tư vấn mình rồi á, thì mình mới nói với cô rằng lần đầu tiên em nhớ là chị đến tư vấn với em, chị còn có thần khí lắm, chị nói chuyện với em, tuy rằng cái câu chuyện của chị nó buồn, nhưng mà chị không có như ngày hôm nay. Chị gặp em lần thứ hai, em thấy chị xuống lắm. Tâm lý chị yếu lắm. Do chị uống thuốc ngủ quá nhiều mà không ngủ được á, nên là cô khóc, rồi cô gầy, rồi cô không ăn được. Cô buồn vì người đàn ông kia đang có những biểu hiện muốn bỏ rơi cô. Cô đặt ra một câu hỏi là có phải là 7 năm cô quen người đàn ông đó, có phải là họ đã chán cô rồi không? Có phải là người đàn ông đó tìm cái cớ để mà bỏ cô không?
hay là cô đang suy nghĩ sai về người đàn ông đó? Khi mà cả hai người đi làm việc, các bạn biết rồi đó, làm văn phòng thì chúng ta có thể là bỏ điện thoại vào cái túi áo của mình, rồi chúng ta có thể gọi Zalo mà không nói chuyện đó, rồi gắn cái tai phone hay gắn cái Bluetooth vào trong lỗ tai của mình. Tức là cả hai người đều có thể biết được là đối phương kia đang làm việc và nói chuyện với ai, mặc dù họ không có nói ra tiếng nào hết. Cái cách như vậy á, mình thấy đâu có phải là cách hay dành cho người phụ nữ đâu. Bởi vì khi bạn yêu một người nào đó mà họ gần như là kiểm soát bạn, một là họ không tin bạn, hai á, là bạn là cái mối lo lắng của họ, nên họ mới làm như vậy. Và chính cả người phụ nữ cũng cho rằng cái việc đó là người đàn ông yêu mình. Nhưng xin thưa rằng khi các bạn mà gọi là trần trụi, trần trùng trục, hoặc là các bạn rõ mồn một ra, thì đó lại không phải là một yếu tố hấp dẫn những người muốn yêu bạn, muốn hiểu về bạn và muốn ở bên cạnh bạn. Bởi vì sự nhàm chán lên ngôi thì rõ ràng cái mối quan hệ của các bạn sẽ bị cảnh báo, gọi là báo động đỏ đấy. Tức là cái gì người đàn ông đó cũng hiểu hết về bạn rồi, người ta nắm thóp bạn rồi, thì chứng tỏ bạn sẽ là quân cờ, là một con rối trong tay của họ nếu họ có ý định lợi dụng bạn. Ở cái thế là ngoại tình, chính vì vậy mà cô chẳng có thể nói chuyện này với ai. Cô rất là kín tiếng và cô không dám đi chơi, bởi vì cô sợ là cái người đàn ông kia biết cô đi chơi rồi nghĩ cô là cái người lăng nhăng, không đàng hoàng, không đứng đắn. Có những người đàn ông trong công ty nói cái câu gì đó bông đùa với cô, không có ý gì là xúc phạm, tại vì nơi làm việc của cô vẫn thường trêu nhau như thế. Nhưng mà người đàn ông kia vô tình nghe được, tức là họ vẫn ở trong cái trạng thái là điện thoại mở nhưng mà không nghe tiếng. Cái dạng như là gọi Zalo đó nhưng mà không có nói chuyện thôi. Thì người đàn ông này nghe hết được những cái câu chuyện ở bên cạnh cô ta có những kiểu loại người gì và làm việc ra sao. Đây là một cách mà người đàn ông muốn quan sát người đàn bà này, xem người đàn bà này như thế nào. Cái tiếng đồn của người phụ nữ này đến tai người đàn ông, không hiểu vì sao dạo gần đây người đàn ông này thường hay mạt sát, dùng những lời hết sức là cay nghiệt cho người phụ nữ này. Chị ấy chia sẻ với mình mà mình nói là sao mà người đàn ông này có thể đốn mạt nói ra những cái lời như vậy. Người ta yêu nhau, người ta quan tâm đến nhau mà người đàn ông này mạt sát người phụ nữ này đến một mức thảm thương. Người phụ nữ này thì đau khổ rồi uống thuốc, muốn ngủ nhưng mà không ngủ được. Đó. Chia sẻ cái điều này với người đàn ông thì người đàn ông đó lạ lùng ở một điểm là chẳng bao giờ nói cô ta là đừng có bao giờ uống thuốc. Và người đàn ông đó cấm người phụ nữ này liên lạc khi người đàn ông này về nhà. Mặc dù hai nhà ở gần nhau, nhưng mà có một lần người phụ nữ này vô tình liên lạc vào lúc người đàn ông này về nhà với cái câu hỏi rất là bình thường, không có mang tính gì mà phải khiến cho ông suy nghĩ, cũng như là người vợ ông mà có bắt được tin nhắn này cũng không có hiểu và không có cái dấu hiệu gì gọi là ngoại tình hết. Nhưng mà người đàn ông này đã chửi xối xả người phụ nữ kia, nói người phụ nữ kia là không có biết tôn trọng. Sao lại có cái loại người như thế? Rất là đáng thương cho chị đó, bởi vì bản thân chị đã chịu những cái lời nói như thế khiến cho chị rất là buồn, chị rất là khổ. Và có nhiều lần chị nói chị đau khổ đến mức mà chị chỉ muốn uống thuốc tự tử để mà ngủ đi một giấc ngủ dài, để khỏi phải tỉnh dậy để đối diện với cái chuyện này. Để mà mình đồng hành cùng với chị ấy trong cái quá trình mà giúp chị ấy rời bỏ người đàn ông mang đến cho chị ấy những cái sự đau khổ, đồng thời chấm dứt đi cái nghiệp lực làm người thứ ba của chị. Nhưng mà chị dường như còn phải suy nghĩ. Chị nói là chị rất là cảm ơn cái thiện ý của mình, nhưng mà chị phải suy nghĩ một cái điểm là
khi mà rời xa anh. Một người đàn ông như vậy thì chị cảm thấy cuộc đời của chị không còn ý nghĩa nữa. Chỉ cần chị nhận được tin nhắn của anh thôi là chị đã cảm thấy vui vẻ. Rồi chị cảm thấy tỉnh táo, chị yêu đời và chị cảm thấy là chị sống được. Chứ không phải là cần quan hệ tình dục với anh. Qua cái chi tiết này mình mới thấy rằng khi mà một người thứ ba yêu người đàn ông đến mức khủng khiếp, người đàn bà đó có thể chết vì nhân tình của mình. Và khi mà người đàn bà có cảm giác người đàn ông kia không tin mình, ghen tuông, nghi ngờ, thì người thứ ba rất là đau khổ khi mà bản thân người đó không có một ai khác, không dám làm gì để mà phật lòng người đàn ông kia. Chỉ cần người đàn ông đó ở bên cạnh mình, cho mình một vài tin nhắn giống hệt như là cái liều thuốc ma túy chích vào trong tâm trí của người đàn bà đó, là người đàn bà đó cảm thấy đủ rồi. Còn cái chuyện không quan hệ tình dục cũng không thành vấn đề với cô nữa, cô không quan tâm. Nhưng mà cái cảm giác bị xúc phạm, bị tổn thương từ những lời nói cay độc của nhân tình mình dành cho bản thân cô thì cô rất là đau đớn. Dạo gần đây cô rơi vào tình trạng cô trầm cảm và cô nói với mình rằng chị dường như biến thành một con người khác. Chị rất là buồn khổ, chị rất là trầm uất. Mình không còn là một người phụ nữ giống như ngày xưa nữa. Thì cái câu hỏi mình đặt ra cho chị là anh ta có bỏ gia đình để đến với chị không? Thì chị mới trả lời là chị không cho phép anh bỏ gia đình, mà anh cũng không muốn bỏ gia đình. Nguyên thấy rằng anh ta mà cấm chị ta liên lạc với anh ta sau khi mà anh ta về đến nhà là đủ biết anh ta coi trọng gia đình anh ta như thế nào. Còn cái người thứ ba này chỉ là một bông hoa dại bên đường để cho người đàn ông đó dẫm đạp. Cái câu hỏi đặt ra là khi mà đi đánh gót, người đàn ông này thường xuyên tiếp cận với những cô gái rất đẹp, và bản thân người đàn ông này khi đánh gót cũng mở Zalo, tức là như là hai người nói chuyện nhưng không nói chuyện, thì người phụ nữ này vẫn nghe thấy những người đàn ông là bạn của cái ông này cặp bồ với những cái cô mà gọi là kéo xách đồ cho những người đàn ông đánh gót, tức là cặp bồ với những cái cô đó luôn. Thì bản thân người thứ ba này lo lắng rằng không biết có phải anh ta bây giờ đang say nắng hay là yêu một người phụ nữ khác hay không, mà cảm thấy khó chịu với chính bản thân cô như vậy. Bây giờ cô phải năn nỉ, van xin để được gặp người đàn ông này. Nhưng mà có những khi người đàn ông này cũng nói những lời rất là thô thiển và thô tục để cho người đàn bà này đau lòng, nhưng mà không hề có một sự an ủi nào với họ. Người đàn ông này còn lợi dụng người đàn bà này đến nhà giúp việc cho mình miễn phí để mà cho vợ họ đỡ cực, cho con cháu họ đỡ mệt cả một tháng trời khi mà nhà họ mới xây xong. Người đàn bà này rất là dại để cho người đàn ông nó nắm thóp. Cái câu hỏi đặt ra là chồng của chị thấy như thế nào? Ông chồng thì không hề biết là vợ mình ngoại tình với cái người đàn ông là bạn của mình, nên là vẫn thản nhiên để cho vợ mình đi giúp việc cho người ta như thế. Bạn thấy không? Người đàn ông thì vô tâm với vợ, người tình thì vô tình với nhân tình của mình. Người đàn bà này rơi vào một cái thế rất là kẹt. Các bạn thân mến, trong cái lúc mà sóng tình yêu GB tư vấn cho những nữ thân chủ là người thứ ba, những nữ thân chủ mà có ăn học đàng hoàng nhé, thì mình mới rút ra một cái điều và mình cũng chú ý với các bạn như thế này nè. Những người thứ ba yêu trong một cái khoảng thời gian rất là dài, suy nghĩ trong sự bế tắc, cái sự thông minh của họ dường như là bị lụi tắt bạn nha. Nó giảm dần dần dần, người phụ nữ đó không thông minh. Bởi vì sao? Có những cái câu hỏi họ đặt ra cho mình còn rất là bất ngờ. Mình hỏi là chị ơi, chị có thấy chị lạ không? Hoặc bạn có thấy bạn lạ không? Em có thấy em lạ ở chỗ này không? Vì sao?
Vì một người bình thường mà có trình độ đại học không có hỏi cái câu mà nó dở hơi như thế này. Dở hơi biết bơi giữa đời. Nó rất là kỳ cục. Bởi vì một đứa con nít nó cũng biết tại sao chị lại đặt câu hỏi như thế này, hoặc là tại sao bạn đặt câu hỏi như thế này. Bạn có thấy là bạn không bình thường không? Và tất cả những người thứ ba đều xác định rằng họ không bình thường, họ biết họ không bình thường. Do là sao? Do u mê, do trầm uất, do đau khổ, do yêu thật người đàn ông đó, khiến cho tâm trí họ bị rối, họ bị quẫn, họ không còn sáng suốt để nhận thức ra là mình đang nói cái điều gì nữa. Cái điểm đáng thương nhất của người thứ ba là ở chỗ này. Ngoại tình là có tội, thông dâm là có lỗi, yêu một người đàn ông khi chính mình đang có gia đình và người đàn ông đó cũng đang có vợ, đã là một cái sự sai lầm, là một sự bế tắc cho cái người trong cuộc mà yêu thật lòng. Nhưng mà với những cái người mà họ không trân trọng tình yêu của những người phụ nữ, thì tại sao những người phụ nữ đó lại khổ đau đến mức như vậy? Có người muốn dìu bạn thoát khỏi ra cái sự đau khổ đó, nhưng bạn lại ngần ngừ. Vì xa rời người đàn ông đó, bạn không còn có cái niềm vui gì nữa trong đời. Sợ hãi cái giây phút chia xa, không muốn xa, sống trong sự đau khổ khi mà cảm thấy là người đàn ông kia muốn bỏ rơi mình rồi. Một thời gian quá dài để ở bên nhau, nhưng mà chị đó vẫn không muốn buông tay. Thân chủ chỉ muốn nói chuyện với mình để giảm bớt đi cái nỗi đau trong mình. Thật sự ra những cái điều mà mình muốn chia sẻ với cô đó, với chị đó, với người phụ nữ đó, là giúp cho chị bớt u mê. Chị biết hết, chị nhận thức hết những cái điều mình nói, nhưng chị lại từ chối một cái quá trình để mình song hành với chị, để giúp cho chị vượt qua sự đau khổ. Còn đừng có nói về những vấn đề về kinh phí. Chị là một người khá là gì? Khá giả. Nhưng mà cái vấn đề chính yếu là chị muốn giữ cái tình yêu đó cho riêng chị. Bởi vì chị không thể yêu chồng được nếu mà không có người đàn ông này, mà lại không có chồng của chị nữa, thì chị cảm thấy là cuộc đời của chị sống không có ý nghĩa. Người phụ nữ nó đáng thương đến một mức bi lụy như vậy, không dám buông tay, bởi vì có cảm giác buông tay ra mình sẽ hụt hẫng và mình sẽ chơi với và mình sẽ không đứng được. Đó. Một bên là chồng, một bên là nhân tình, nhưng mà chính bản thân mình lại không có cảm giác hạnh phúc. Đó chính là cái nỗi đau của người phụ nữ là kẻ thứ ba lụy tình trong si già. Rất là đáng thương, thương ở cái góc độ là lầm lạc đến một mức mà không tỉnh được. Trói cột mình trong những nỗi đau mà không dám bứt dây để mà đi. Cái sự đau đớn của một người phụ nữ yêu thật lòng một người đàn ông có vợ, đó chính là cái sự trừng phạt dành cho cái mối tình sai trái đó. Người ta yêu nhau đường đường chính chính, chia tay nó cũng đau buồn, nhưng mà nó không có đau bằng cái tình yêu sai lầm mà chia tay. Đó, rất là nhiều thân chủ, ai cũng đã khẳng định với mình rằng yêu một người đàn ông có vợ bỏ rất khó. Bởi vì đó là cái người họ yêu và họ không muốn rời xa cái người đàn ông như vậy. Cái mối tình tội lỗi nó mang một cái hương vị ma lực khó diễn tả. Và tất cả mọi người đều nói rằng dường như có cái điều gì đó khống chế họ, khiến cho họ luôn ở trong một cái trạng thái không bứt mình ra được, không muốn thay đổi và không thể thay đổi được. Đó chính là những cái dòng nghiệp lực ác mà bạn không có sức để mà chống đỡ. Có những cái cách để mà giúp cho người đàn bà đó bớt đau khổ thì lại không làm. Chị ấy nói rằng chị ấy đã bỏ một cái khoảng thời gian rất là dài để mà làm cái việc như vậy. Mình xin lỗi, đây là một cái chuyện quá là đặc biệt, mình không thể nói ra được. Nhưng mà không có kết quả. Mình nói chị ơi, chị làm sai rồi, đó không phải là cách. Mình nói là chị ơi, chị làm sai rồi, đó không phải là cách. Tại sao chị là không làm theo cái cách em hướng dẫn? Em đã tư vấn và hỗ trợ rất là nhiều người thứ ba. Chị có đọc những cái dòng thông tin trên YouTube mà ở cái phần cộng đồng không? Chị là bạn của em thì chị đọc được những cái dòng trạng thái em chia sẻ trên Zalo mà. Những người phụ nữ là người thứ ba, em đã giúp cho họ vượt qua được cái trạng thái họ đau khổ. Họ bình luận đó, em che giấu tên của họ rồi. Chị có đọc hay không? Chị nói chị đọc hết. Nhưng bản thân chị không đủ nghị lực
để mà buông bỏ một người đàn ông đang có những cái tín hiệu chán chị và xúc phạm chị, làm cho chị trầm cảm, làm cho chị phải uống thuốc ngủ để tìm đến cái cơn ngủ mà chị không muốn nghĩ về cái nỗi đau trong những lời nói của người đàn ông đó nói với chị. Điểm ác độc nhất của người đàn ông này là không nói một lời chia tay với chị, không rõ ràng với chị, muốn kiểm soát chị, muốn xúc phạm chị, nhưng mà lại không nói cái lời cắt đứt với chị. Chị mới nói là tại sao anh ấy không nói lời chia tay. Thì bản thân mình cũng nói với chị rằng, chị ơi, những cái lời nói cay độc của anh ta như thế, anh ta chửi tục chửi thề, nói với chị như là một cái kẻ đốn mạc trong xã hội này, thì chị ơi, cái lời đó không đủ để chị hiểu là một lời chia tay hay sao? Cái đó là thái độ xúc phạm, xem thường chị, phỉ báng chị, coi rẻ chị, gọi là sát mạt chị đó. Cái lời nói đó không đủ mạnh bằng cái lời chia tay sao hả chị? Nhưng mà người phụ nữ đó vẫn không thể nào dứt mình ra khỏi được cái sự đau khổ đó. Bạn thấy có đáng thương không? Thế nên có những người nghĩ rằng có những người thứ ba chắc là sung sướng. Xin thưa với các bạn, khi tôi tư vấn với những nữ thân chủ là người thứ ba, người thứ ba nào cũng có cái sự đáng thương riêng của họ. Tôi không bao che cho người thứ ba, nhưng tôi nhìn nhận ở một góc độ một người phụ nữ công tâm khi nhìn về cái mối tình sai trái của họ và người thứ ba đã phải chịu những cái hậu quả ngay tại thời điểm người phụ nữ đó yêu người đàn ông ra sao. Những người thứ ba yêu người đàn ông thì phải trải qua rất là nhiều nỗi đau khi mà yêu sai trái, yêu trong lầm lạc như vậy. Có những người thứ ba đã phá thai biết bao nhiêu lần, rồi có những người thứ ba đã bỏ tiền ra nuôi người đàn ông đó. Có những người thứ ba làm tôi làm mọi, làm tất cả mọi điều cho người đàn ông đó, bị người đàn ông đó lợi dụng. Trong tình cảm vẫn có yếu tố người đàn ông yêu không thật lòng, hoặc là yêu thật lòng mà muốn lợi dụng người khác, muốn nhờ vả. Và có rất là nhiều người đàn bà si dại trong cái tình cảm đó. Chỉ cần cái sự quan tâm nhỏ nhoi của người đàn ông đã khiến cho người đàn bà cảm thấy vui mừng, hạnh phúc. Rất là thương cho chị là một người phụ nữ, chỉ có một mình em lắng nghe cái câu chuyện của chị thôi, không ai biết câu chuyện của chị. Nên là chị rất là đau lòng, nhưng mà chị cũng ngại. Chị ngại vì trước đây chị đã đi tư vấn mình rồi, mà bây giờ chị lại tư vấn lại. Các chị, các em, các bạn thân mến, khi các bạn đã tìm đến với tôi chia sẻ về nỗi đau, tôi không xem thường các bạn, mà trái lại tôi cảm thấy rất là thương cho những người phụ nữ đó. Có những người thứ ba nói chuyện với tôi mà tôi nghe câu chuyện của họ, tôi thương họ đến mức mà tôi cũng muốn rơi dòng nước mắt. Tôi cảm thấy cái sóng mũi của mình canh xè vì thương quá đi. Trời đất ơi, tại sao mà họ đau khổ như thế này? Sao mà họ bế tắc như thế này? Một người phụ nữ thôi, để có được tình yêu mà họ phải trả giá, một cái giá quá đắt. Có những người thứ ba đã phải tự tử để mà giữ chân người đàn ông của mình. Rồi có những người thứ ba ngây ngây dại dại, điên tình vì quá đau lòng. Có những người phụ nữ đã khóc tức tưởi trong đêm, ngồi ở dòng sông để khóc về nhân tình. Có những người thứ ba đứng cạnh bên chồng mà cảm thấy không bình yên, rơi nước mắt khi chồng hỏi em làm sao vậy. Đó, ở bên chồng mà không yêu chồng, không toàn tâm toàn ý với chồng, không giữ được cái đức hạnh của mình. Nếu mà cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tại sao bạn lại không đủ mạnh mẽ để chia tay nó? Để rồi bạn phải bị sai trong cái mớ bòng bong của chính bạn, rồi bạn lại lấy đó là lý do, chính là cái nguyên nhân đã đẩy bạn đến với cái cuộc tình ngang trái của chính bạn. Khi mà các chị, các em, các bạn tìm đến với tôi, và các bà nữa tìm đến với tôi, thì tôi là cái người mà các bạn có thể tin cậy để chia sẻ những nỗi khổ niềm đau, đồng thời đưa ra cho các chị, các bạn, mọi người phụ nữ ở mọi độ tuổi, những cái phương cách ứng xử trong từng tình huống của riêng mình. Không một người nào giống một người nào hết. Khi các bạn nghe những video của tôi, các bạn thấy đó, cũng là người thứ ba, nhưng mà có người thứ ba nào giống người thứ ba nào không? Không. Câu chuyện của bạn là của chính bạn, câu chuyện của người khác không thể là của bạn. Bạn chỉ nghe để bớt đau, tìm ra một cái hướng, và bạn nghe câu chuyện của người khác để mà thấy rằng có những người phụ nữ đã có đủ sức mạnh để mà vượt khỏi cái số kiếp của người thứ ba, lầm lạc trong cái mê cung tình ái mà loằng xoằng riết không ra được.
Đó là cái sự đáng thương, đó là sự u mê. Đó. Khi mà bạn tìm thấy một người sẵn sàng giang tay giúp đỡ bạn để cho bạn thoát khỏi cái trạng thái đau khổ như vậy, thì bạn hãy mạnh mẽ lên, kiên quyết lên để tiến về phía họ, để họ giúp bạn chứ. Đúng không nào? Tại sao lại ngần ngại như vậy? Tôi biết là có rất là nhiều người thứ ba đăng ký kênh cho tôi, rất là muốn thoát khỏi cái mối tình đó, nhưng lại không dám trở thành thân chủ của tôi. Bởi vì sao? Vì họ cũng giống như vị thân chủ này, cũng sợ buông tay, cũng sợ đau khổ, rồi không có người đàn ông đó, họ sẽ khổ. Vậy tại sao các bạn không nghĩ rằng trước khi yêu người đàn ông này, bạn cũng đâu có khổ như bây giờ? Vậy so sánh cái nỗi khổ đi. Các bạn thấy là khi mà có người đàn ông này, bạn khổ hơn nhiều so với lúc bạn không có người đàn ông này chứ. Vậy thì hãy dũng cảm lên. Hãy tìm đến tôi để tôi giúp các bạn vượt qua khỏi cái miền tăm tối trong cuộc đời của các bạn. Bạn nhé. Rất là cảm ơn mọi người, những chị em phụ nữ, mọi người quan tâm đến video của tôi, vẫn đang theo dõi và ủng hộ kênh cho tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần chia sẻ sau. Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ cùng đến với các bạn trong một chủ đề mang tên gọi là 6 sự vô lý của người thứ ba mà không một người vợ nào có thể chấp nhận được. Và nếu một người nào đó đứng ở cái mức công bằng, có nghĩa là không có ghét người thứ ba, có nghĩa là cũng không bênh người vợ, thì bản thân họ sẽ suy nghĩ như thế nào về cái điều vô lý của người thứ ba? Thì hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ cùng chia sẻ đến các bạn, để các bạn đặt mình trong nhiều cái góc độ để nhìn về sự việc, để mà hiểu hơn, nghĩ thoáng hơn và nhìn nhận về sự việc một cách công tâm hơn bạn nhé. Cái điểm vô lý đầu tiên của một người thứ ba đó chính là người thứ ba luôn nói về cái điều là họ không muốn phá gia đình của kẻ khác. Những người vợ thì lập luận phản đối, cho rằng nếu mà cô không muốn phá vỡ gia đình của kẻ khác, cô đâu có làm kẻ thứ ba. Khi mà cô đã làm kẻ thứ ba thì cô đã chiếm mất thời gian của những người vợ. Cô cướp đi cái sự quan tâm, cô cướp đi cái sự trách nhiệm của người đàn ông đó dành cho gia đình. Có nghĩa là người vợ quy kết người thứ ba là kẻ ăn cắp thời gian của hôn nhân. Họ mất đi hạnh phúc là vì người thứ ba xuất hiện. Người vợ biết rằng chồng của họ cũng có vấn đề trong cái việc gian díu với người thứ ba, nhưng mà đứng ở góc độ người vợ thì đa phần những người vợ sẽ tấn công người thứ ba nhiều hơn để giữ chồng. Đó chính là lý do mà nhiều người vợ không thể chấp nhận được cái cách mà người thứ ba thanh minh hoặc là nói về cái quan điểm cá nhân khi mà yêu chồng của họ. Cái điều vô lý thứ hai mà người thứ ba thường hay thể hiện đó chính là chúng tôi, người thứ ba khổ lắm. Chúng tôi là những người hiền lành, chúng tôi là những người có học vấn, chúng tôi là người có tiền, chúng tôi là người được giáo dục tốt, chúng tôi nhận thức tốt. Những bà vợ nghe những cái điều than thở của người thứ ba, chẳng hạn như là đâu ai muốn làm người thứ ba đâu. Không ai muốn làm người thứ ba. Làm người thứ ba rất khổ, làm người thứ ba thiệt thòi lắm, các chị có biết không? Rồi các chị có biết rằng làm người thứ ba là bế tắc. Người thứ ba cũng đâu có muốn làm người thứ ba đâu. Đâu có ai muốn mình làm người thứ ba đúng không các chị? Ai cũng muốn được làm vợ, được sống trong tình yêu của người đàn ông một cách trọn vẹn. Đâu có ai muốn đâu. Những bà vợ nghe điều này thì lại càng nổi điên hơn. Họ lập luận rằng ai bắt các người làm kẻ thứ ba? Ai biểu các người làm người thứ ba? Ai buộc các người làm tiểu tam? Ai buộc các người làm con giáp thứ 13? Không ai lôi, không ai kéo. Các người tự nguyện làm cái việc đó. Chồng tôi tay đeo nhẫn. Vào cái tuổi của chồng tôi, ai cũng biết là người đàn ông đã có vợ rồi. Mà người đàn ông là chồng của tôi, là sếp của mấy người, làm sao mấy người không biết là chồng tôi có vợ? Và thậm chí các người đã gặp tôi rồi mà các người vẫn còn yêu chồng tôi, thì ai bắt mấy người yêu chồng tôi? Tự nguyện lao vào trong bế tắc, rồi dấn thân vào khổ đau, rồi lại bắt người khác phải thương mình khi mà mình lỡ làm những cái điều không đúng. Đó chính là biến mình thành kẻ thứ ba. Có vô lý hay không? Người vợ không thể chấp nhận được điều này. Cái điều vô lý thứ ba mà người vợ không chấp nhận được khi mà nghe từ một ai đó
nói về cái việc mà người thứ ba rất là thương những người vợ, hoặc là nghe từ chồng mình nói rằng người thứ ba đó rất là thương bản thân người vợ. Thì thực sự có những người thứ ba rất là thương người làm vợ, nhưng mà những người vợ thì sao? Họ không có tin. Họ nghĩ rằng người thứ ba đóng kịch, giả tạo, tỏ vẻ như mình nhu mì, thương người ta, thương vợ mà lại đi cướp chồng của người vợ đó, thương người vợ mà lại cướp đi người chồng. Vậy thì người vợ có hạnh phúc hay không? Nói dốc, nói xạo, gọi là xảo quyệt. Người vợ không có tin. Thương vợ thì tại sao không bỏ chồng của người ta đi để cho người ta được hạnh phúc? Trả chồng của người ta về với vợ của người ta, trả người đàn ông đó về với gia đình của họ đi, mới gọi là thương. Thương cái gì đâu mà suốt ngày cứ bám lấy chồng của họ, rồi khóc lóc, rồi van xin người đàn ông đó đừng bỏ mình. Thương là thương ở chỗ nào? Chính vì vậy mà người vợ sẽ rất là cảm thấy ức chế và tức khi mà nghe thấy người thứ ba thể hiện là nói những cái lời như vậy. Cái điều vô lý thứ tư mà người thứ ba muốn thanh minh đó chính là người thứ ba yêu đàn ông không vì tình dục. Những người vợ nghe vào là nổi điên, nổi đoá lên, vì họ khẳng định rằng chưa từng có một người thứ ba nào mà yêu chay, tức là người đàn ông là chồng của họ và cái con nhỏ làm người thứ ba đó đã chưa từng một lần sờ soạng hoặc ngủ cùng nhau. Đó là điều vô lý. Đó, chính cái lời nói của người thứ ba như vậy làm cho người vợ không tin. Bởi vì nếu mà có thì cũng chỉ là cái gọi là ngoại tình tư tưởng. Còn khi mà một người đàn ông và một người đàn bà đã gần gũi vào thể xác, đã xịt soạt choạc chán chê rồi thì lại nói là yêu không vì tình dục. Tức là người thứ ba muốn nói rằng cái yếu tố tình dục không phải là yếu tố lớn trong cái việc mà người thứ ba đó yêu chồng của người vợ. Nhưng mà người vợ không cần phải nghe, đã nói là yêu không vì tình dục, tức là không hề quan hệ tình dục khi yêu chồng của người ta. Mà nếu yêu như vậy thì gọi là yêu đơn phương, hoặc là yêu trong cái trạng thái là ngoại tình tư tưởng. Đó là cái điều mà người vợ ghét, thậm chí là nghe rất là bực và rất là dễ bị kích thích vào cái máu ghen của người đàn bà làm vợ. Có những người thứ ba khẳng định mình yêu không phải vì tiền. Đây là cái điểm vô lý thứ năm mà người vợ không chấp nhận được. Bởi vì người vợ khi mà phát hiện chồng mình ngoại tình, có khả năng nghĩ đến cái điểm đầu tiên là người đàn ông đó phải xì tiền ra để mà mua quà, mua cáp, hoặc là trả tình phí cho những cái mối tình vụn trộm bên ngoài. Cái chuyện mà người đàn ông keo kiệt á, thì cho dù keo như thế nào đi nữa thì cũng phải xì tiền để mà thanh toán cho cái việc ăn bánh trả tiền, đúng không? Không thể nào mà ăn chùa được. Còn cái chuyện mà ăn chịu thì cũng phải lâu lâu cũng phải mua cái gì cho người ta. Chính vì cái lâu lâu đó mà những người vợ sợ là chồng mình dại gái, bỏ một số tiền lớn rồi mất tiền, rồi lo lắng là người đàn ông đó dại tình mang hết tài sản tiền bạc của người vợ, hoặc là gia đình đem dâng hiến cho cái cô gái đó. Người vợ sẽ cảm thấy rất là tức vì bản thân họ làm lụng cũng vất vả. Họ có thể là nhịn ăn, họ có thể là không xài một cách thoải mái đâu, nhưng mà chồng của mình lại đem tiền cho gái, thì đây là cái điều mà kích thích vào cái sự tức giận của người vợ ở đỉnh điểm. Trong cái tình huống những người đàn ông thường xuyên chuyển khoản cho nhân tình hàng tháng, giống hệt như là trợ cấp theo cái dạng mà baby sugar, baby daddy đó, viên kẹo ngọt đó, có nghĩa là họ bao cái người đàn bà đó tất cả mọi thứ gọi là tình phí, thì cái chuyện mà yêu không vì tiền là cái điều mà người vợ không chấp nhận được. Vì tất cả mọi thứ không có bằng tiền, nhưng mà thực tế ra là cái gì cũng phải mua bằng tiền hết đó. Nếu mà nói là yêu không vì tiền, yêu không vì tình dục, thì người vợ sẽ lập luận lại: nếu vậy thì các người yêu vì cái gì? Không vì hai thứ đó thì người thứ ba yêu người đàn ông vì cái gì? Yêu không mục đích, yêu không toan tính, yêu không được cưới, yêu không được cái gì, và yêu để làm gì? Những người vợ muốn lập lại cái câu hỏi đó cho chính người thứ ba, khiến cho người thứ ba chẳng có thể có một cái sự thanh minh nào. Nói chung là cái sự biện luận nó không có mang tính quá kích động, nhưng mà cái vấn đề chính yếu là người thứ ba bị đuối lý khi mà người vợ đặt ra những cái câu hỏi sắc bén như thế. Cái vấn đề chính yếu là có một số người vợ lập luận rằng: nếu mà em nói rằng em yêu chồng của tôi không vì tiền á, thì
Tại sao em lại kể cho chồng tôi nghe những cái chuyện em đi thăm bệnh má em? Má em đang chữa bệnh, cần một số tiền, hoặc là em sắp đi đâu đó để mà đi chơi cùng với công ty. Tất cả những cái điều đó em cần phải có tiền đúng không? Cần phải có chi phí trên cái đoạn đường em đi đến những cái điểm em cần đúng không? Khi mà các em hay là người thứ ba nói về cái điều đó, nó kích thích vào cái sự nam tính của người đàn ông, tức là làm cho người đàn ông phải tự động muốn che chở cho người phụ nữ, hoặc là muốn làm một cái điều gì đó cho bạn gái của mình được vui. Chính vì vậy mà người đàn ông hay chọn cái cách là đưa tiền cho phụ nữ. Có nhiều người vào lập luận rằng người thứ ba nói là yêu không vì tiền, nhưng mà đàn ông cho tiền thì lấy. Đặt câu hỏi là tại sao lấy? Lấy tức là vì tiền. Đó chính là cái sự quy kết của người vợ dành cho người thứ ba là ở điểm đó. Cái sự vô lý thứ 6 của người thứ ba mà nhiều người vợ cảm thấy rất là bực bội, đó chính là nói cái câu em không có muốn làm kẻ thứ ba. Em không có muốn làm kẻ thứ ba. Làm người thứ ba là làm rồi, chứ muốn hay không cái gì. Thực sự người thứ ba đã là một người thứ ba. Nhưng mà người vợ lại không hiểu rằng khi mà bước vào làm kẻ thứ ba, họ bị bế tắc, họ bị đau khổ, họ lại tìm cách để mà thoát ra khỏi cái vị trí của người thứ ba. Rất là nhiều lối thoát cho người thứ ba, nhưng người thứ ba cứ loay hoay mãi không bỏ được. Một phần là do yêu, một phần là do yếu đuối, một phần là sợ bỏ người đàn ông đó thì không có ai yêu mình. Rồi khi mà người thứ ba quyết tâm thì người đàn ông lại đeo bám, không bỏ được người đàn bà kia. Người đàn ông đó nhắn tin, người đàn ông đó săn đón, người đàn ông đó tìm mọi cách để gặp gỡ, khiến cho người thứ ba kia muốn bỏ mà bỏ không được. Bởi vì người đàn ông đó biết người đàn bà kia yếu đuối, và có thể là họ chưa chán nhau, nên là cứ luẩn quẩn trong cái vòng đuổi bắt như thế. Khi mà người vợ nghe được người thứ ba nói rằng em không có muốn làm kẻ thứ ba, thậm chí có những người vợ hiến kế cho người thứ ba là sao lại không bỏ được, chuyển nơi ở đi, chuyển nơi làm việc đi, đừng có nghe tin nhắn, đừng có gặp gỡ, đừng có nói chuyện, tự nhiên thì sẽ bỏ được thôi. Đó, lúc trước các người chưa làm kẻ thứ ba thì các người như thế nào? Các người vẫn bình thường. Bây giờ các người quay lại cái thời điểm mà các người chưa yêu chồng của chúng tôi, vậy thì có cái điểm gì mà các người nói rằng không thể làm được? Bước vào được thì bước ra được, thế thôi. Bước vào thì tươi vui, thì bước ra thì đầy nước mắt. Đó là cái giá phải trả khi mà sống sai lầm, yêu sai người và yêu không đúng người dành cho mình. Bởi vậy nên có một cái lời khuyên dành cho người thứ ba, đó chính là hãy chọn lựa một cái đối tượng sẵn sàng phù hợp với mình để yêu. Vì cái căn bệnh ngoại tình của người đàn ông đều xuất phát từ một người tình nguyện làm kẻ thứ ba trong bóng tối, hoặc người đó cam tâm để làm một người thứ ba. Một phần nào đó không dám đối diện với cuộc hôn nhân của bản thân, không chủ động tìm kiếm cái người đàn ông xứng đáng cho mình, mà lại cứ cuộn mình vào trong cái mớ tình rối ren của một người đàn bà khác. Đó chính là cái sự phân tranh giữa người vợ và người thứ ba khi mà họ cùng có một cái điểm đích yêu thương, đó là người đàn ông. Ở những nước phát triển thì có lẽ là cái việc mà quá trọng dụng, quá yêu cần một người đàn ông sẽ giảm bớt đi so với một số nước khác. Chính vì vậy mà cái nhu cầu mong muốn có được người đàn ông ở Việt Nam thì rất là lớn, mặc dù bây giờ cái sự lệch về giới tính ở Việt Nam khá cao, tức là nam giới nhiều hơn phụ nữ. Phụ nữ không có ế, phụ nữ trở nên đắt giá. Chính vì vậy mà người phụ nữ cũng nên trân trọng những cái giá trị thuộc về mình để bảo vệ mình trước cám dỗ, đồng thời là giúp cho mình nâng cao giá trị hơn, và mình sẽ tìm kiếm được cái sự hạnh phúc chân chính và sống một cuộc đời bình an, giống như bạn vẫn thường đi chùa và mong muốn những điều bình an hạnh phúc cho chính mình bạn nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của Sống Tự Nhiên GB trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay Sống Tình Yêu GB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho nữ thân chủ là người thứ ba. Cô ấy đem đến cho chúng ta một câu chuyện như sau. Chào chị, em năm nay 33 tuổi, em bị tai nạn giao thông trong lúc đi làm việc. Thì bọn em ở chung cơ quan, chỉ có một mình anh giúp đỡ em, là hàng ngày chở em đi làm, dìu em ra xe, chở đến tận nơi làm việc. Một thời gian thì chân em lành, thì bọn em cũng thường xuyên trao đổi công việc, do cả hai cùng xa nhà lại mới đến nơi làm việc,
Chính vì vậy, rất là dễ đồng cảm với những cái vất vả khó khăn bước đầu khi đến nơi làm việc mới. Vì chúng em đang ở cái khu nhà do cơ quan cấp, nam riêng, nữ riêng, nhưng mà tụi em vẫn rất là giữ ý. Trong quá trình trao đổi thì em và anh ấy phát sinh tình cảm khoảng 6 tháng, nhưng mà bọn em cũng chưa đi đến cái mức vượt quá giới hạn. Anh cũng nói với em rằng qua năm 2023 đó thì anh muốn có con với em, mà thực sự là em chưa một lần quan hệ tình dục với anh. Mỗi tối anh về phòng sau giờ làm việc thì gọi video call nhìn hình cho vợ anh xem, và cái chuyện của em với anh nhắn tin với nhau thì cô vợ đã phát hiện, cô vợ yêu cầu anh chấm dứt. Và dường như anh cũng yêu vợ, và mỗi tối anh nói chuyện với vợ như cái kiểu là anh muốn chứng minh cho vợ anh biết rằng anh đã cắt đứt với em rồi. Đó là linh cảm của em thôi, chứ anh không có nói với em những cái điều như vậy. Em thật sự là không mong muốn có chồng, và em muốn là mẹ đơn thân, vì em thấy chị họ của em á, là mẹ đơn thân cũng ok lắm, cũng vui vẻ lắm, chứ không có cái gì mà vất vả cả. Nếu mà em không sinh con, em cứ yêu mãi anh ta trong cái tình trạng chia sẻ như thế này thì chị thấy có ổn hay không? Em tìm đến chị để chia sẻ những cái vấn đề của em như vậy. Rất là cảm ơn em đã chọn tôi là người tư vấn trong cái tình huống của em. Về cái việc của em á, tôi phân thành 4 cái câu hỏi chính như sau, và đây là phần giải đáp của tôi dành cho em. Thứ nhất, đối với những cái trường hợp người thứ ba mà đã quan hệ tình dục với người đàn ông mà người đàn ông đó muốn người thứ ba có con, thì xin mời các bạn xem video của tôi có mang tên là Khi người đàn ông có vợ muốn người thứ ba có con. Các bạn xem video đó nhé. Còn trong những cái trường hợp khi mà thân chủ là người thứ ba đã quan hệ tình dục với người đàn ông đó rồi mà nói với tôi rằng anh ấy muốn có con với em, thì tôi đã hướng dẫn những thân chủ có một cái cách thử, tức là mình kiểm tra đó. Khi mà mình nghe người ta nói, mình phải kiểm tra xem là anh ta có thật sự muốn có con với mình hay không. Thì tôi thú thật với các bạn rằng 3 hay 4 thân chủ của tôi nhé, 3 hay 4 lần đó, chứ không phải một người duy nhất đâu, đã sáng mắt ra sau khi mà làm theo lời của tôi tư vấn, thử thách một chút xíu thôi, là người đàn ông đó đã chi tiền ra để cho người đàn bà đó đi phá thai rồi. Trong trường hợp em chưa từng quan hệ tình dục với anh ta, em vẫn còn là một cô gái trong sáng, ngây thơ, thì với cái độ tuổi của em mà nói rằng mình chưa quan hệ tình dục thì cũng hơi lạ. Nhưng mà vẫn có những người như em ha. Trong cái tình huống như vậy thì em nên nói cho anh ta biết về điều này, tại vì em chưa hề nói với anh ta về điều này. Và chị nghĩ rằng anh ta cũng cho rằng em là người phụ nữ đã mất trinh rồi. Cái việc mà em để cho anh ta biết rằng mình còn là một cô gái á, nó có lợi như thế nào? Nó có lợi là giúp cho anh ta hiểu rằng cái việc mà anh ta cướp đi cuộc đời con gái của em á, tức là lấy đi tất cả những điều thuộc về em đẹp đẽ đó, thì đổi lại anh ta sẽ cho em được cái gì ngoài cái sự tham lam ích kỷ và ham của lạ của anh ta? Anh ta mong muốn đón nhận được em, vậy thì anh ta sẽ mang cho em được cái gì khi mà anh ta là cái người hưởng được cái giá trị đầu tiên của em, tức là em còn là một món quà chưa bị bóc tem ha. Anh ta là cái người sở hữu món quà đó, thì anh ta phải là cái người có trách nhiệm như thế nào với em chứ. Chẳng lẽ anh ta ngủ với em xong rồi anh ta dâu, hoặc là anh ta ngủ với em xong rồi anh ta nói rằng anh ta không tìm thấy cảm xúc bên em, anh ta không yêu em và anh ta chán em. Em sẽ chấp nhận như vậy sao? Người đàn ông có trách nhiệm là người đàn ông không dám đón nhận cái món quà của em đâu, bởi vì như vậy là bất công với em. Còn cái chuyện là em có cảm giác là anh ta muốn chứng minh cho vợ anh ta biết rằng anh ta đã chấm hết với em rồi, là cái điều không phải em suy diễn mà đó là sự thật. Bởi vì sau khi mà anh ta bị vợ phát hiện thì tối nào anh ta cũng gọi video call để cho vợ anh ta nhìn thấy đến khuya, thì đâu có thời gian nói chuyện với em. Rõ ràng em cảm thấy là anh ta vẫn coi trọng vợ anh ta và anh ta yêu vợ anh ta hơn em. Nếu mà anh ta không sợ vợ, hết yêu vợ hoặc không quan tâm đến vợ thì tối anh ta đã chở em đi chơi, hoặc là anh ta đã dành thời gian nhắn tin cho em rồi.
Nhưng mà vì anh ta mắc gọi điện thoại cho vợ anh ta, thì em đâu còn cái vị trí trong cái sự lựa chọn mà anh ta phải làm đâu. Hành động và lời nói rất là khác nhau. Chính vì vậy em nói anh ta tốt thì anh ta tốt với vợ. Chị không phủ nhận điều này. Thì anh ta cũng là một người đàn ông tốt, giống như em vậy đó. Em cũng là một cô gái tốt, chứ em đâu phải là cô gái xấu đâu. Chuyện hai người mà chưa quan hệ tình dục mà lại nói và bàn tính với nhau rằng năm 2023 muốn có con để làm gì hả em? Em có nghĩ ra được cái mục đích như anh ta nói không? Tức là anh ta muốn quan hệ tình dục với em, anh ta lấy cái lý do đó để mà ân ái với em. Em có hiểu lý do đó không? Anh ta lấy cái lý do như vậy để mà thăm dò xem em có sẵn sàng cho cái việc quan hệ tình dục hay không đó mà. Hiểu không em? Chính vì vậy mà rõ ràng cái việc mà em đang suy đoán anh ta muốn có con với em, bởi vì vợ anh ta 2 năm rồi không có con, rồi vợ anh ta vô sinh, là cái điều không có hợp lý một chút nào đâu em. Trong thời điểm hiện tại, vợ anh ta muốn anh ta nghỉ chỗ làm này, đổi công ty khác, về nhà làm gần hơn. Em nghĩ xem, một người phụ nữ nhé, khi mà người ta có con, có thai, thì chồng ở bên cạnh sẽ rất là tiện chăm sóc, đưa vợ đi khám thai này, rồi sinh con này, nuôi con này, có người đàn ông ở bên cạnh, gọi là cha của đứa bé, thì người phụ nữ đó đỡ vất vả lắm, đúng không em? Nên là vợ anh ta mới kêu anh ta về gần nhà để mà có thể là họ sẽ có cái dự định sinh con. Em đừng có suy diễn là họ không sinh con được em nhé. Cái vấn đề thứ ba của em là em không muốn có chồng và chỉ có muốn có con thôi. Bởi vì em nhìn thấy ba của em bỏ má em, mà em đã phải tốn một thời gian rất là dài để trị căn bệnh trầm cảm của em. Em lớn rồi mà em còn bị tổn thương như vậy. Tâm hồn em mong manh như là sương mai pha lê. Vậy thì khi em là mẹ đơn thân, em có hiểu là em phải đối diện với những cái sự khó khăn như thế nào hay không? Có đáng hay không? Em có cáng đáng được những cái chuyện như vậy hay không? Em đẻ một mình, em đi khám thai một mình, em nằm trên giường sinh, em đối diện với những cơn đau quằn quại, em không có một người đàn ông ở bên cạnh. Em ngó qua ngó lại cũng không thấy ai. Cha mẹ em thì lúc đó chắc là giận sôi máu rồi. Có chăng thì họ cũng đến bên cạnh em mà nhìn em trào những dòng nước mắt. Tiền bạc thì có được người đàn ông đó chu cấp cho em để em sinh con không? Mà người đàn ông đó cũng không dám đến để mà nhận con. Còn không á, em nhìn thấy hai vợ chồng họ đứng bên cạnh em thì em sẽ như thế nào đây? Thế nên là cái việc em chọn lựa mình trở thành một người mẹ đơn thân là một cái điều em phải cân nhắc thật là kỹ lưỡng em nhé. Đừng có hồ đồ, bồng bột để mà sai lầm. Em mới có yêu, quen biết anh ta khoảng 6 tháng này thôi. Cái mối tình nó chỉ là mới đầu thôi. Nó còn rất là nhiều cái điều mà em chưa thể lường được ha. Một người đàn ông mà đang yêu vợ như thế, xa vợ bỗng nhiên say sẩm về em, có tình cảm với em, rồi nói với em những cái lời như thế, đã là hết sức bậy bạ rồi. Khi mà mình đang có vợ mà lại hứa hẹn với người phụ nữ khác là sẽ sinh con cùng với họ mà chưa quan hệ tình dục, tức là người đàn ông này muốn chiếm đoạt cái thể xác của người đàn bà đó rồi chứ còn gì nữa. Khi mà bản thân anh ta chưa hề bỏ vợ, chưa hề cho em thấy rằng anh ta cần em và nâng cao cái vị trí em ở cái điểm nào. Em hiểu không? Khi mà vợ anh ta phát hiện mà anh ta lại chứng minh cho vợ anh ta thấy rằng anh ta với em cắt đứt với nhau rồi, thì tại sao anh ta bàn cái việc có con với em? Anh ta đã chọn em rồi, tại sao anh ta không cắt đứt với vợ anh ta trước? Đúng không? Bây giờ sẵn dịp vợ anh ta biết thì anh ta chứng minh cho vợ anh ta thấy rằng anh ta chọn em và cắt đứt với vợ. Đằng này anh ta lại làm ngược lại. Em hiểu không? Vị trí của em không thấy ở đâu hết. Em nghĩ lại đi. Lúc mà ba em bỏ má em đã bệnh rồi, em đã buồn, em khổ rồi. Vậy con của em, nó sinh ra, nó bị ép làm con của em, nó có hạnh phúc không em? Cho chị hỏi thêm một câu nữa nè. Bản thân em có muốn trở thành một đứa con của người mẹ không có cha không? Tức là em có muốn đầu thai vào một gia đình mà em không có ba ba không? Em có cảm thấy buồn khi mà em không được đi chơi với ba, không được có một người cha giống bao đứa trẻ khác không? Rồi em có đặt mình vào vị trí của người mẹ khi mà con em nó hỏi em một cái câu là má ơi sao con không có ba vậy má? Nó sẽ hỏi em câu đó. Con em sẽ hỏi là ủa sao con không thấy ba của con ở đâu? Mẹ kiếm ba về cho con đi.
Con muốn chơi với ba, con muốn con có ba giống như bao đứa trẻ khác. Em sẽ trả lời như thế nào với con của em đây? Em nhìn thấy chị họ của em là mẹ đơn thân, ok đúng không? Em chỉ nhìn thấy cái mặt như vậy. Vậy em có đi hỏi chị họ của em là: chị ơi, cái lúc mà chị không được happy, chị bất hạnh, rồi chị khổ sở về cái việc mà chị nuôi con một mình như thế nào, chị chia sẻ với em đi. Em hãy nghe họ nói về những cái hành trình mà họ đã trải qua nha. Còn cái điều em thấy là cái điều em nhìn ở cái mặt bề nổi thôi. Còn cái nỗi đau của họ, họ đâu có sồ ra cho em thấy. Họ đâu có công khai cái nỗi đau của họ cho em thấy mà em biết. Vậy thì em đánh giá chị em rất ok là cái đánh giá hết sức bồng bột và nông nổi của một cô gái không có trải nghiệm, em hiểu không? Em tuy lớn tuổi, em có học thức, nhưng mà em lại nhận thức vấn đề sai ở cái chỗ là em nhìn thấy cái niềm hạnh phúc, niềm vui của họ, nhưng em đâu có nhìn thấy cái sự đắng cay khổ sở của họ đâu em. Vậy là một bàn tay em chỉ nhìn thấy một mặt thôi, còn mặt kia em chưa có kịp sờ đến, em chưa có kịp chạm đến. Vậy thì khi em chạm đến những cái nỗi đau đó, em sẽ như thế nào? Với một cái thể lực, tâm hồn yếu đuối như em, vậy có chắc là khi mà anh ta làm cho em có thai, anh ta phủ nhận thai của em đi phá thai hoặc là em nuôi đứa con đó, em nghĩ rằng em có bị trầm cảm lại không? Em có nghĩ là em sẽ bị bệnh lại không? Vì em đau khổ mà, anh ta không có chọn em. Đó, em lại yêu anh ta thật đấy chứ. Chính vì em yêu anh ta thật nên em mới khổ sở. Đó, còn ví dụ như giả sử như em muốn một đứa con rồi em đi đâu nó mất tiêu thì cái đó khác. Còn đằng này em yêu anh ta và em muốn duy trì cái mối quan hệ với anh ta để được anh ta chia sẻ, thì khi không có được anh ta em chắc chắn sẽ đau khổ ngập tràn. Khi mà em có con, em nuôi con lớn lên từng ngày trưởng thành bằng những cái giọt nước mắt của một người mẹ đơn độc, em có cảm thấy em bị thiệt thòi không? Em có làm được điều đó hay không? Em ép con em nó chấp nhận cái số phận mà nó không muốn. Khi em cũng chẳng muốn trở thành một đứa trẻ không có cha. Vậy tại sao em bắt con của em nó chịu một cái số phận giống như vậy? Chúng ta không nên thỏa mãn cái đam mê, cái sự ham thích của mình để có con, để ép một đứa bé khác nó phải chấp nhận một cái số phận mà nó không muốn, và tự nhiên nó phải bị gắn với chính bà về cái quyết định mong muốn của bà. Nếu mà em ham muốn có con quá đi, thì em cứ lấy chồng đi em lấy chồng đi. Em lấy một người đàn ông rồi sống không được em ly hôn, thì em cũng là có con vậy, còn đỡ hơn là em chữa hoang. Em hiểu không? Cái nơi em sống, cha mẹ em sống là cái vùng quê, thì cái tiếng, cái tai gây ra tai hại cho cha mẹ em. Ba má em lớn tuổi rồi, già rồi, ba thì đã ly hôn, mẹ thì ở một mình. Bây giờ cả hai ông bà đều già rồi, nhận được một cái tin con gái mình chữa hoang, ông bà có buồn hay không? Xét ở một góc độ nào đó thì cha mẹ với con cái là nhân duyên, là nghiệp chướng của nhau. Nhưng khi em mang đến cho ông bà một cái tin là em đang có thai với một người đàn ông có vợ, thì rõ ràng em mang cái điều xấu bôi cho chết mực lên mặt cha mẹ em. Vậy thì có phải em chính là đứa con nghiệp chướng của cha mẹ em không? Bởi vì em mang đến những cái điều xấu tệ cho cha mẹ em, chứ có mang được điều gì tốt đẹp đâu. Chính là em là cái đứa con nghịch tử. Bởi vì cha mẹ khi đẻ con ra, con cái không có hiếu với cha mẹ, còn làm cho cha mẹ xấu mặt. Rất là nhiều cách ha. Nhưng mà chắc chắn có một số gia đình không coi quá nặng cái điều này. Nhưng mà chắc chắn không ai khen ngợi em khi em mang thai với một người đàn ông có vợ ha, em ha. Đó không phải là những cái nhận định quá khắt khe của xã hội, mà đó là những vấn đề em phải đối diện và suy nghĩ. Bởi vì em là người có quyền lựa chọn cho mình những cái điều tốt đẹp. Em không phải là bị ép, mà em lựa chọn cho mình, em hiểu không? Vấn đề thứ tư, em đặt ra một cái câu hỏi là: em có thể duy trì mãi cái tình trạng yêu anh ta như thế này không? Oh my god, em chưa đặt ngược lại câu hỏi cho chính mình là: anh ta liệu chừng có yêu em mãi không? Em bây giờ đang đặt mình vào tình huống là yêu anh ta mãi, chấp nhận như vậy đó. Em cũng không cần cưới, em cũng không cần có con chẳng hạn, hoặc là bây giờ em chưa nghĩ đến chuyện có con đi ha. Mà em cũng không có chiếm đoạt cái gì của người vợ, em sống như vậy mãi có được hay không? Ủa vậy chứ em có bao giờ đặt ra câu hỏi là anh ta liệu chừng có yêu em mãi không? Ba hồi anh ta yêu em rồi anh ta yêu người khác thì sao? Anh ta đột ngột bị đổi công tác thì sao? Vợ anh ta lên yêu cầu công ty
về cái vấn đề là anh ta và em đang yêu nhau, yêu cầu đổi công việc, đổi vị trí làm việc của em với anh ta. Vậy thì anh ta có yêu em mãi không? Trong khi đó em đã dính thai, em vẫn còn yêu anh ta. Vậy thì em có chạy theo anh ta đến cái nơi làm việc của anh ta để mà làm gần anh ta không? Đó. Em có tin rằng khi em báo em có thai thì anh ta sẽ thay đổi biểu hiện và không còn yêu em không? Mình đâu có chắc được em, đúng không nào? Khi mà vợ anh ta buộc anh ta phải chọn, có khả năng là anh ta sẽ bỏ em. Vậy thì em có đủ sức mạnh, đủ lì lợm hoặc đủ cái tình yêu lớn để mà chạy theo anh ta về cái nơi anh ta sẽ đi đến không? Và có một vấn đề nữa là em, khi anh ta chuyển công tác hoặc là bỏ công việc ở đây để về gần nhà, ví dụ như là vợ anh ta muốn có con chẳng hạn, thì em sao? Em sẽ như thế nào này? Đó. Tại sao em cam tâm làm hoa lài vậy em? Nhiều loại hoa cao sang quyền quý em không làm, tại sao em lại chọn là một đó hoa lài hả? Để rồi mà khổ sở, để rồi mà đau đớn. Tại sao không sử dụng cái quyền năng lựa chọn của một người phụ nữ? Bộ em không có thấy giá trị của em sao? Tại sao em không biết chọn cho mình những cái điều tốt đẹp mà hưởng thụ những cái điều như vậy, mà lại chịu cái sự khổ sở, cái sự khống chế của cảm xúc, nó đang ép em và em đang lệ thuộc vào cảm xúc và em sống rất là cảm xúc mà không có lý trí một chút nào. Khi bản thân em là một người có học thức này, em đẹp này, em 33 tuổi rồi, tuổi này là tuổi chín chắn trưởng thành rồi, chứ đâu phải là cái tuổi trẻ trâu, ngu lâu, ngu sâu nữa đâu em. Em đã lớn rồi, em còn trong sáng, thì em hãy chọn cho mình một cái tương lai sáng láng đi em. Tự nhiên đang yên đang lành, đâm quàng vào cái bụi rậm, đi vào cái ngõ hẻm cụt, để chi vậy? Vợ anh ta thì rõ ràng anh ta đang yêu đấy. Còn em á, trước đây em đã từng bị cái vết là trầm cảm rồi, mà em yêu anh này, em đắm đuối với anh này một thời gian nữa, mà anh ta cứ dây dây dưa dưa. Em có tin là em bị bệnh trầm cảm trở lại không? Vì em khóc này, em ăn không được này, rồi hả, tệ hại hơn nữa là em hủy hoại bản thân em đấy, em biết không? Đó. Em phải hiểu những cái điều như vậy. Em chấp nhận người đàn ông đó để em được cái gì nè. Em không được cái gì á thì em hãy ngừng lại đi, thay đổi tư duy của mình đi em. Đó. Em đánh đổi tất cả những cái điều tốt đẹp của em, đổi những cái ngày vui của em để chọn lấy một cuộc sống cay đắng. Để làm gì hả em? Em luôn cầu cho mình được bình an, hạnh phúc. Em luôn muốn gặp quý nhân để được an lành, để được bình an trong cuộc sống. Vậy mà tại sao em lại làm và chọn những cái cách như vậy? Đó, em phải suy nghĩ kỹ những cái lời của chị nói nhé. Em có bao giờ nghĩ rằng bản thân em thiếu phước không? Vì sao mà chị hỏi em câu này? Vì chỉ có cái người thiếu phước mới không biết chọn những cái gì tốt đẹp cho mình mà thôi, đúng không? Còn cái người có phước, người ta sẽ chọn được những cái điều may mắn, tốt đẹp đến với họ. Vậy thì hãy sử dụng cái phước của mình để mà mình được phước đi em. Mình cứ đi cầu phước mà mình lại làm những cái chuyện mình mất phước thì làm sao mà có phước được hả em? Em phải sống thực tế nha. Phải có trách nhiệm với bản thân mình này. Mình không báo hiếu được cho cha mẹ thì đừng có đem những cái điều tác tệ về để mà hành hạ cái tuổi già của cha mẹ. Mẹ em á đã bị ba em bỏ là đã bị tổn thương. Ông ba của em bỏ má em đến với người khác, ông cũng chịu cái sự tổn thương rồi. Bây giờ nhận một cái tin sét đánh ngang tai là con gái của mình mang thai với đàn ông có vợ, thì có phải là em chuốc lên cái đôi vai của cha mẹ em những cái sự buồn rầu đau khổ không? Em chọn cái cách sống khác đi, thì tức là em đã chọn cho mình một cái số phận khác rồi. Đừng có giảm giá chính bản thân mình em nhé. Khi mà em yêu người đàn ông có vợ như điên, như dại, yêu vội vàng như vậy, em cho rằng tình cho không biếu không á là cái điều mà em hãnh diện về em. Nhưng mà em ơi, khi mà em hết cơn say á, cái điều mà em cay nhất, cái điều mà em đắng nhất, đó chính là cái việc em cho không biếu không đấy. Một cái kẻ không xứng đáng như vậy mà nhận được một món quà đáng giá, nó không có trân trọng đâu em nha. Bây giờ em thấy là tốt đó, nhưng mà sau một thời gian nữa đi, em thử thách nó bằng cái cách mà chị bày đấy, em sẽ thấy được cái bộ mặt thật của anh ta rơi xuống. Rồi em khóc bù lu bù loa, rồi em khổ em đau. Yêu thật nhiều người đàn ông có vợ, chỉ khổ thật nhiều thôi em nha.
không có lợi ích gì đâu. Đừng có làm hoa lài, nhớ lời chị đấy. Người đang có vợ biết em là con gái thì anh ta sẽ không cho phép mình. Nếu anh ta là kẻ có đạo đức, anh ta không cho phép anh ta cư xử sai với em. Vì anh ta có vợ này, anh ta không bỏ vợ này, và anh ta không chọn em này. Và em không được gì khi mà đến với anh ta này. Em chỉ có được cái sự cay đắng mà thôi. Và khi mà anh ta ngừng lại cái việc anh ta quen biết với em, về với vợ, thì anh ta mới chứng minh được rằng anh ta là một người đàn ông tốt thực sự với em. Vì người đàn ông tốt thì sẽ biết rằng mình yêu người khác, mình yêu một cách chân thật đó, yêu một tình yêu chân thành đó, thì không phải là mình hiếp người đàn bà đó để mà thể hiện tình yêu. Yêu không phải là mình thể hiện tất cả mọi cái sự đẻo giả để có được cái người yêu đó. Tình yêu thật sự nó không có hèn hạ, em hiểu không? Yêu tức là gì? Là sống cho người mình yêu. Yêu là gì? Là hy sinh những cái điều tốt đẹp cho cái đối tượng mình yêu. Đó mới gọi là yêu. Còn khi mà chúng ta yêu mà chúng ta chiếm họ, chúng ta đoạt họ, chúng ta mang đến cho họ những cái sự đau khổ, cái đó gọi là chiếm đoạt. Do tâm chúng ta ích kỷ, muốn có được họ thì chiếm cho nó rồi. Ngủ với người ta để cho người ta mất trinh, để cho người ta có thai, để cho người ta không có ai đến được nữa, thì kẻ đó là cái kẻ tồi tệ, chứ không phải là yêu cái gì hết em nhé. Chỉ muốn đoạt được, không nghĩ đến cảm xúc của người ta. Chỉ muốn có mà không nghĩ đến cái sự đau khổ của người khác. Đấy là một cái tâm hèn hạ của một kẻ tầm thường, chứ không phải là người tốt. Người tốt là làm được những việc tốt để cho em phải đáng nể. Em phải phân biệt cái chữ tốt như thế nào cho đúng em nhé. Rất là cảm ơn em đã chọn tôi là người tư vấn trong tình huống của em. Tôi hy vọng rằng sau cái video này em cần cân nhắc và suy nghĩ một cách chín chắn hơn. Tuổi của em không còn nhỏ, em đừng có để cho cảm xúc của mình lôi kéo em đến một cái thế giới mà sau này chỉ vài năm nữa thôi. Em ngồi em nghĩ lại, em thấy em hối tiếc. Bởi vì sao? Con người ta vẫn thường hối hận khi mà vội vàng quyết định mà không kịp suy nghĩ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của Sóng Tình Yêu GB trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần chia sẻ khác ạ. Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần chia sẻ với cái chủ đề mang tên gọi là những bài học sâu sắc khi một ai đó làm kẻ thứ ba. Có thể nói rằng rất là nhiều người cũng công nhận với tôi một điều rằng họ bước vào mối quan hệ làm người thứ ba hoàn toàn không hề cố ý. Nhưng mà không hiểu vì sao những cái dòng tin nhắn đã siết chặt họ, làm cho họ nhung nhớ, khiến cho họ bị nghiện người đàn ông. Họ nghiện cái cảm giác nhắn tin, họ nghiện cái cảm giác được chăm sóc, và từ đó họ lấn vào cái thế giới làm người thứ ba từ lúc nào không hay biết. Và bản thân có những người thứ ba có ăn có học, có địa vị, có những nhận thức rất là tốt, thậm chí là có một gia đình đang hạnh phúc. Nhưng vì cái tâm lý của người đàn bà luôn muốn được chia sẻ, luôn muốn được nói nhiều, luôn muốn người khác quan tâm, luôn muốn được yêu thương, luôn muốn được âu yếm cái cảm xúc của bản thân. Chính vì vậy mà họ tìm một ai đó kết nối. Và một người đàn ông rảnh rỗi đang có vợ, hoặc là đang thất tình vợ, hoặc là đang làm những cái chuyện khiến cho bản thân anh ta bị hư hơn trong cái mối quan hệ vợ chồng khi mà vợ chồng có những cái điểm bất hòa. Hoặc là một người đàn ông chán vợ, hoặc là bị vợ chán. Một người đàn ông đang thất bại, bất chợt gặp một cô gái chịu lắng nghe những cái dòng tâm tư của mình. Và có những người đàn bà cũng đã dành thời gian rất là nhiều để lắng nghe câu chuyện của người đàn ông khác. Chính vì vậy mà họ bị cuốn vào câu chuyện làm người thứ ba từ lúc nào mà chính bản thân họ cũng không hề biết được. Kẻ thù thầm lặng đã đưa đường dẫn lối để cho một người phụ nữ bước vào thế giới người thứ ba. Khi mà quay ra thì họ phải đối diện với những cái sự đau đớn, nghĩ đến cái sự tổn thương, nghĩ đến cái sự rời xa khiến cho họ tan nát con tim, thì họ lại không đủ sức để vượt qua cái rào cản đó để mà rời bỏ mối tình. Bước vào thì rất dễ, nhưng mà con đường bước ra thì lại cực kỳ khó. Bởi vậy họ đã nhận lãnh những cái bài học rất là sâu sắc từ việc mà làm một người thứ ba. Và hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ chia sẻ cho bạn những cái bài học mà người thứ ba nhận lãnh. Đó chính là cái cảm giác sung sướng, tội lỗi làm cho mối quan hệ đó trở nên mãnh liệt hơn. Khi mà những cái giá trị gọi là trái cấm, nó luôn mang những cái thứ hấp dẫn khiến cho người ta đam mê, khiến cho người ta có thể cháy tất cả mọi thứ để lao vào cái nơi nguy hiểm nhất.
Bởi vì họ không thường xuyên được gặp nhau như mong muốn, nên mọi khoảnh khắc họ có được nhau đều là những giây phút đặc biệt và trở nên có giá trị với những người yêu nhau mà không thường được gặp gỡ. Chính vì vậy mà thời gian của họ luôn ở trong một cái khoảng rất là ngắn, nhưng mà những cái sự ngắn ngủi đó nó dường như là nước cốt, nước cất cho cái loại trái cây, cái men cay, men say và vị tình của họ. Người thứ ba yêu và luôn tranh đấu với suy nghĩ của bản thân, đó chính là việc của họ có những lúc đặt ra câu hỏi cho chính mình rằng cái việc đấu tranh của bản thân mình có khiến cho cái mối quan hệ trở nên có giá trị hay là không. Sự xa cách dường như là một cái chất xúc tác khiến cho họ ở bên cạnh nhau, họ cảm nhận được cái sự yêu mến, họ cảm nhận được tình thương, họ cảm nhận là cái độ cần nhau nó nhiều như thế nào. Và càng xa cách, họ lại càng có cái cơ hội gần nhau và gắn kết với nhau nhiều hơn. Cái sự xa vời, rồi cái sự không có được, cái sự phiêu lưu, rồi cảm giác nhớ nhung, rồi cái cảm giác được yêu, được chăm sóc, được sống trong tình cảm, chính là niềm vui của họ xen lẫn với những mặc cảm tội lỗi, làm cho mối quan hệ đó trở nên nồng cháy hơn. Các bạn để ý nè, một cuốn phim, một câu chuyện hay bao giờ cũng có những cái tình tiết gây cấn. Không một cái cuộc tình nào nó trở nên đẹp, lãng mạn và có ý nghĩa khi mà mọi việc đều suôn sẻ, thì cái câu chuyện đó không phải là câu chuyện hay, và cái câu chuyện đó cũng chẳng có gì đặc biệt, và cái câu chuyện đó cũng chẳng có gì đáng chú ý, đúng không? Vậy thì cái mối quan hệ sai trái đầy cám dỗ này nó đem đến cho người ta những cái bài học như thế đó. Và thêm một cái bài học sâu sắc trong cái vấn đề mà người thứ ba nhận lãnh khi mà bước vào mối quan hệ này, đó chính là họ đã cố gắng nhiều lần để chia tay, nhưng mà người đàn ông có vợ kia dường như là một cái chất gây nghiện của họ. Và bản thân người thứ ba cũng tự hạnh hạ mình, nhưng mà cũng mong muốn cái chất gây nghiện đó đến với mình. Cái sự hành hạ ngọt ngào của cái chất gây nghiện đó chính là chia tay rồi quay lại, rồi lại chia tay rồi lại quay lại, khiến cho họ quấn vào nhau, họ gắn vào nhau càng nồng nhiệt hơn trước. Bản thân người thứ ba không thích điều đó thì hãy thay đổi nó. Nếu mà người thứ ba không thể thay đổi điều đó thì hãy thay đổi thái độ sống của người thứ ba. Đó chính là cái điều mà một ai đó đã lỡ dại làm nhân tình của người đàn ông có vợ nghĩ đến khi mà muốn rời xa cái mối tình này. Những cái giây phút, những cái khoảnh khắc tuyệt vời khi họ ở bên nhau sẽ là một cái điều khiến cho họ lưu giữ trong trái tim. Nhưng mà không biết bao giờ thì người đàn ông đó sẽ lặp lại cái niềm vui đó dành cho mình. Khi nào người đàn ông đó sẽ quan tâm đến mình? Khi nào người đàn ông đó sẽ báo cho mình biết rằng mình sẽ gặp nhau khi nào? Và những cái lời nói, những cái suy nghĩ nó luôn luôn chảy dài, khi nào và khi nào? Và những cái điều bất an nó cũng hiện diện trong tâm trí của một người thứ ba kèm theo sự thất vọng. Bài học bệnh tật dành cho người thứ ba đó chính là gì? Khi mà người thứ ba phải đối diện với cảm giác tội lỗi thì bản thân người đó đã bị căng thẳng. Chính vì cái sự căng thẳng đó đã tạo ra những cái độc tố, và theo thời gian những cái độc tố đó nó làm cho cơ thể người thứ ba bị bệnh. Trong suốt một thời gian dài của cái mối quan hệ độc hại này, người thứ ba liên tục phải chống chọi với sự lãnh cảm, rồi ăn uống kém, rồi cảm xúc chao đảo thường xuyên, khiến cho tâm trí và sức khỏe của người thứ ba có những thay đổi bất thường. Cảm giác vui mừng, ghen tuông, cảm giác lo sợ, cảm giác phấn khích, cảm giác buồn giận, cảm giác dày vò, cảm giác khó chịu, nó luôn tấn công người thứ ba, khiến cho dạ dày của người thứ ba trở nên khó chịu. Người thứ ba có thể là bị ốm, người thứ ba có thể là mang thai, người thứ ba có thể là bị viêm nhiễm. Rồi những cái vấn đề của người đàn ông khi mà người thứ ba một mình đối diện với đêm đen, cái sự khổ đau, cái sự cô đơn, sự giằng xé, sự mà muốn có được người đàn ông đó không thể trở thành sự thật, khiến cho người thứ ba luôn cảm thấy mình bị đau đớn và giằng vặt. Thật là tồi tệ khi mà cảm giác tội lỗi và bản thân người thứ ba cũng cảm thấy xấu hổ vì những điều mà họ đang che giấu. Cơ thể của họ không ổn khi mà bị đè nén bởi vì quá nhiều áp lực. Khi mà họ không còn biết nghĩ cho chính mình thì chính là cái lúc mà nhiều căn bệnh tấn công và hành họ, hạ chính bản thân họ. Cái bài học kế tiếp đó chính là đến một lúc nào đó người thứ ba nhận thấy rằng bản thân họ chính là kẻ thù của họ. Bởi vì chính bản thân họ đã mang đến cho họ những cái sự đau khổ
mang đến cho họ những cái sự lựa chọn không tốt đẹp. Và chỉ có một mình họ mới có quyền được đối xử tệ với họ mà thôi. Khi mà tất cả mọi sự lựa chọn của con người ta không đem đến cho người ta được hạnh phúc như mong muốn, thì cái sự thất vọng trong con người họ sẽ bộc phát ra. Những tháng ngày khi mà người tình ở bên cạnh một người đàn ông có vợ thì là cái quãng thời gian duy nhất mà có thể những người thứ ba sau này nghĩ lại cảm thấy căm ghét bản thân mình. Bên ngoài thì người thứ ba nhìn rất rạng rỡ, hạnh phúc, nhưng bên trong thì bản chất người thứ ba cảm thấy thất vọng về chính bản thân cô ta rất nhiều. Mọi người có thể đánh giá hay là phán xét người thứ ba, hoặc là một ai đó khó tính khi mà nhìn nhận về người thứ ba, nhưng mà thâm tâm bản chất người thứ ba cũng là một kẻ rất là đáng thương, tội nghiệp vì cái sự yếu đuối của chính mình. Họ muốn vượt ra, họ muốn thoát ra, họ muốn nhảy ra, họ muốn đi ra, nhưng mà họ không làm được. Đó chính là cái sự bế tắc của một người thứ ba yếu đuối. Khi mà họ muốn làm, họ nhận thức được nhưng họ lại không làm được, là bởi vì cảm xúc của họ khống chế họ, vì người đàn ông kia níu giữ họ, vì bản thân họ không thể vượt qua được những cái nỗi đau. Và cái bài học kế tiếp họ nhận được là gì? Họ nhận ra là cuộc tình không bao giờ tuyệt vời như họ đã tưởng. Khi mà họ còn yêu nhau, họ sẽ nhìn nhận ở một cái góc độ khác về người tình của mình. Khi mà ở bên cạnh nhân tình, họ dần dần nhận ra những cái điều mà họ cảm thấy rằng vì sao mà người đàn ông này đã ngoại tình và đến với họ. Cái việc mà một số người thứ ba lựa chọn để trở thành kẻ thứ ba thật sự là không hề dễ dàng với họ. Nhưng mà họ đã là một người tình thì bản thân họ cũng luôn biết rằng mình sẽ không bao giờ được chọn đâu. Nhưng mà đối với người thứ ba thì cái điều này nó lại càng làm cho người thứ ba có cảm giác bị tổn thương, tội lỗi và bị dằn vặt. Có nhiều người vợ thấy người thứ ba trơ trẽn và cứng đanh, thì có một số người vợ không tin rằng người thứ ba lại có một cái tâm hồn thánh thiện hoặc là cái sự yếu đuối, bởi vì cô ta cứ trơ ra như đá, tươi như hoa và chẳng có vẻ gì là đau khổ hết. Nhưng mà thâm tâm thế giới của người thứ ba nó là như vậy. Giá trị của người thứ ba bị chính người thứ ba đánh mất. Những cái sự thuần khiết trong con người của họ đã mất dần theo năm tháng khi mà họ bước vào một cuộc tình mang cái tính tiêu cực và luôn kéo họ theo một cái chiều hướng đau khổ và bận rộn và lo lắng, khiến cho họ không thể sáng suốt được. Từ cái thời điểm mà họ yêu nhau đến cái lúc mà họ chia tay thì họ trải qua biết bao nhiêu cung bậc về cảm xúc. Lúc thì vui chất ngất, lúc thì đau khổ đến tột cùng. Người tổn thương chính là họ. Có rất là nhiều lời bào chữa họ đã từng đưa ra để mà biện minh cho chính mình. Họ sẽ cảm thấy, họ biết đó là những lời ngụy biện của chính họ. Nó đã chống lại những giá trị của người thứ ba. Nó làm mất đi hình ảnh của người thứ ba. Nó làm cho người thứ ba mất đi phước đức của chính họ. Điều mà người thứ ba cần học là cái gì? Điều người thứ ba cần học đó chính là hãy rời bỏ cái vị trí của người thứ ba trong cái sự bình thản bằng cái cách buông bỏ và chấp nhận cái mối quan hệ này. Một mối quan hệ mà không có một cái kết, gọi là một cái hậu an toàn, bình an cho một người thứ ba. Chính vì vậy, những cái khoảnh khắc thú vị, tội lỗi, niềm vui tuyệt vời, sự đam mê và những giọt nước mắt, nó đã làm cho người thứ ba có được những cái bài học đáng giá. Và người thứ ba cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định để buông bỏ về mối quan hệ này. Từ bỏ một mối quan hệ thật sự không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng mà cái sự tự buông bỏ nó sẽ là cái điều tốt đẹp khi mà người thứ ba nghĩ đến cái việc rời xa người đàn ông đó. Và có những điều mà người thứ ba cần phải làm cho mình, đó chính là hãy cho mình lựa chọn những cái điều bình an và hạnh phúc nhất. Có những người không tìm thấy cái sự tha thứ cho chính bản thân họ, vì họ đã không hoàn hảo, vì họ đã lỡ sai lầm trong quá khứ. Chính cái điều đó đã dằn vặt một người thứ ba tốt bụng. Và người thứ ba cũng nghĩ nên suy xét một cái góc độ tích cực hơn khi mà bạn rời xa một người đàn ông có vợ. Đó chính là trong thế gian này ai cũng là cái người có lỗi. Không ai trên đời này hoàn hảo hết đâu. Hãy học được những bài học từ cái sự thất bại này và đừng bao giờ chọn cho mình một cái bước đi, một cuộc đời giống như mình đã làm, đã sai trong quá khứ bạn nhé.
Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần chia sẻ của Sóng Tình UGB trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần chia sẻ sau.